Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 24. Trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, anh luyện đan bồi nguyên chỉ cần tối đa 24 loại linh dược là đủ, những loại khác tìm dược liệu phụ trợ bình thường một chút là được, hơn nữa là 100% thành đan, một lần ra lò là 12 viên, chỉ cần cho thanh thành 6 viên là được. Tính ra thì anh đã lời gấp đôi, huống chi anh còn có được 5 viên tinh thạch tiên thiên, cũng chính là linh thạch hạ phẩm. Vụ mua bán này quá lời rồi, kha kha. Dương Bách Xuyên nhìn Nguyên Thần Tử, vẻ mặt sốt ruột nói, muốn luyện đan thì giao một viên tinh thạch tiên thiên đi. Tại sao? Nguyên Thần Tử sững sờ hỏi. Nói nhảm, tiền đặt cọc đó, tôi nhận lời luyện đan cho ông phải từ chối rất nhiều việc xã giao, ông tưởng tôi dư thời gian lắm hả? Giao hay không giao một viên tinh thạch tiên thiên mà thôi, tôi còn có thể lừa ông à, muốn giao hay không? Dương Bách Xuyên nói cực kỳ hùng hồn có lý, dù sao chính là lừa gạt nửa thật nửa giả. Anh càng tỏ ra phiền phức và không thèm để ý thì trong mắt Nguyên Thần Tử lại càng chân thực. Được được được, tôi giao tiền đặt cọc, cho cậu một viên tinh thạch tiên thiên tiền đặt cọc. Ở đây có nhiều người nhìn như vậy, lão phu không sợ cậu chơi xấu không nhận nợ. Nguyên Thần Tử đưa một viên tinh thạch tiên thiên cho Dương Bách Xuyên. Ông ta vừa nói xong, vừa trừng mắt. Còn chưa nói gì, Hạ Lộ nãy giờ không lên tiếng đã bảo, thần Long Đàm tôi đứng ra đảm bảo cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên sẽ không lấp liếm tiền đặt cọc của ông, lúc giao dịch thất bại cứ tìm thần Long Đàm nói chuyện. Võ Đăng cũng đứng ra đảm bảo, Bách Sơn phụ họa theo. Có hai thế lực lớn đứng ra đảm bảo, cuối cùng Nguyên Thần Tử cũng yên tâm, lập tức hỏi tiếp, sau khi tìm đủ linh dược thì tôi phải tìm cậu thế nào? Ông cứ liên hệ với người của thần Long Đàm ấy. Dương Bách Xuyên nói, dù sao trên danh nghĩa anh cũng là người của thần Long Đàm, mà thần Long Đàm có tình báo lớn mạnh, đến lúc đó cho dù mình ở đâu thì chắc chắn cũng báo tin được. Như thế vừa khéo, Nguyên Thần Tử trả lời. Một giao dịch mua bán đã được thỏa thuận thành công. Sau đó, Đinh Dương thuộc hải ngoại và Lão Tổ Địa Tâm cũng lần lượt giao ra một viên tinh thạch tiên thiên, tìm Dương Bách Xuyên luyện đan cho bọn họ. Trường Linh thuộc Côn Luân cũng như thế. Chỉ có thần Long Đàm là không tỏ thái độ gì cả, bởi vì thần Long Đàm đã có đan bồi nguyên, tận 12 viên lận. Còn Bách Sơn thuộc Võ Đăng cũng rất muốn nhờ Dương Bách Xuyên luyện chế một lò, nhưng mà trong tay ông ấy đã có 3 viên mà Dương Bách Xuyên tặng rồi, ông ấy cũng không tiện mở miệng, cho nên định chờ sau này mà có cơ hội thì sẽ nhờ sư tổ luyện chế. Ngoài ra các gia tộc khổng lồ của giới thế tục cũng rối rít tới tìm Dương Bách Xuyên để đặt một lò đan bồi nguyên. Trong tay có tinh thạch tiên thiên thì sẽ giao tinh thạch ra làm tiền đặt cọc, không có tinh thạch thì sẽ lấy linh dược có tuổi thọ ít nhất 300 năm trở lên để làm tiền đặt cọc, nhờ Dương Bách Xuyên luyện chế đan dược. Một đám đều tỏ vẻ, sau khi gom đủ linh dược rồi thì bọn họ sẽ liên hệ với thần Long Đàm sau. Đại hội võ cổ vẫn chưa thực sự bắt đầu mà Dương Bách Xuyên đã thu hoạch được rất nhiều, nhận được tận 9 đơn đặt hàng luyện chế đan bồi nguyên lận. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng rằng đợi nào về mình phải bồi dưỡng ra kỹ thuật luyện đan của đạo trưởng Phương càng nhanh càng tốt mới được, giao dịch mua bán kiểu này quá là ghê gớm lại còn béo bở nữa, không chiếm thì quá là phí hoài. Sau một phen phong ba về đan dược, cũng đã giúp cho Dương Bách Xuyên nhìn ra được cơ hội kinh doanh khổng lồ ẩn chứa trong giới võ cổ. Cùng với việc thiếu hụt tài nguyên truyền thừa, chỉ là một viên đan bồi nguyên nho nhỏ mà thôi mà lại có thể làm cho một đám cường giả tiên thiên phải cúi đầu. Từ đó có thể thấy được giới võ cổ đang thiếu hụt tài nguyên truyền thừa tới cỡ nào. Nhưng mà đây lại là một điều rất tuyệt vời đối với anh. Vừa hay anh có thể lợi dụng rất nhiều truyền thừa trong đầu của mình để đổi lấy nhiều tài nguyên tu luyện hơn, dùng chuyện này để đạt được mục đích tăng tu vi của bản thân lên và củng cố sức mạnh của Vân Môn. Sau khi Trường Linh thuộc Côn Luân và Hạ Lộ thương lượng xong, bấy giờ mới chính thức bước vào thời khắc khai mạc đại hội võ cổ. Trên thực tế, nói trắng ra là chỉ có một chữ võ. Chọn từ nhóm thanh niên đồng lứa thuộc các gia tộc ra một người rồi tiến hành luận võ, người chiến thắng sẽ được đến tông môn cổ xưa và có được binh khí cùng với tâm pháp võ công mà thần Long Đàm tài trợ. Mặt khác, những người có tài năng xuất chúng sẽ có cơ hội được trực tiếp xin vào tông môn cổ xưa để tu luyện võ công, trở thành đệ tử của tông môn cổ xưa. Đương nhiên tất cả đều là tự nguyện, trong số những người đến đây hôm nay, có người của các gia tộc và cũng có một số võ cổ giả tu luyện tự do không có gia tộc. Bọn họ là những kẻ độc lai độc vãng, đến đây tìm một cơ hội được bước vào tông môn cổ xưa.
cũng có thể đại diện cho gia tộc hoặc là cá nhân nào đó xuất chiến luận võ, người chiến thắng sẽ trở thành thế lực một phương, trực tiếp tuyên bố thành lập tông môn trên đại hội võ cổ, chính thức tiến vào giới võ cổ, từ đó về sau sẽ được toàn bộ giới võ cổ thừa nhận. Điều đáng nói nhất là các thế lực lọt vào top 10 sẽ có cơ hội đi theo tông môn cổ xưa tiến vào những nơi hiểm trở của một số di tích cổ ở Trung Quốc. Những nơi đó chỉ có tông môn cổ xưa mới biết và nắm rõ, bên trong không thiếu thiên tài địa bảo và truyền thừa cổ xưa, v.v. Đây là trọng điểm của Đại hội Võ Cổ. Sau khi đạo trưởng Trường Linh thuộc Côn Luân giải thích mấy quy tắc đó xong, tuyên bố bắt đầu luận võ. Trọng tài trấn giữ nơi đây chính là 6 cao thủ đại tiên thiên. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngoài ý muốn chính là, anh cũng được 6 cao thủ đại tiên thiên mời làm người dõi theo cuộc chiến, hoặc là nói làm trọng tài thì thích hợp hơn, bởi vì thực lực của anh đã xem như người đứng đầu chỉ sau tiên thiên rồi, không cần phải đi luận võ nữa. Buổi luận võ hôm nay chính là sân khấu dành cho các võ cổ giả ám kinh. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng có cơ hội được lựa chọn một số hạt giống có thiên phú tốt để thêm vào môn phái, đây là quyền lợi của người đặt ra quy tắc. Nó cũng thể hiện đầy đủ quy luật cường giả vi tôn của võ cổ giả, anh biết nếu hôm nay mình không bày ra uy lực của ba trưởng chân khí hóa trưởng thì có lẽ mình sẽ không được ngồi lên vị trí ngang vai ngang vế với 6 cao thủ đại tiên thiên. Ngồi trên ghế đá được chạm khắc nhẵn nhụi bên trên vách đá, lúc Dương Bách Xuyên đảo qua bên dưới anh mới phát hiện sau một hồi phong ba. Hình như số lượng người ở trong sân đã tăng lên một chút, hẳn là võ cổ giả vừa lục tục kéo đến. Trong số các tông môn cổ xưa, Côn Luân có lịch sử lâu đời nhất, tức là lai lịch xa xưa nhất, tất cả các tông môn đều lấy Côn Luân dẫn đầu. Đương nhiên đây chỉ là sự ủng hộ của mọi người mà thôi, không phải người của Côn Luân có thực lực cao nhất. Vì vậy nghi thức cử hành, hiệu lệnh các thứ đều do trường linh của Côn Luân chỉ đạo. Sau khi tuyên bố đại hội võ cổ bắt đầu, Ngô Nam của Thần Long Đàm phát cho mỗi người tham dự một bảng số. Mọi người tiến hành đấu võ theo quy tắc một chọi một, cũng có thể lựa chọn dừng lại tương đương với từ bỏ thi đấu. Cứ thế cho đến cuối cùng hoàn thành một vòng thi. Đương nhiên cuộc thi này cũng có phạm vi quy định. Võ cổ giả đấu võ, ám kình tầng 1 đến tầng 3 thi đấu vòng 1, tầng 4 đến tầng 6 vòng 2, tầng 7 đến tầng 9 vòng cuối. Giới hạn tuổi tác không quá 30 tuổi. Điều kiện này đã loại bỏ đa số người. Đây là vòng đấu võ đầu tiên để chọn đệ tử, tiếp theo còn có vòng đấu võ tranh đoạt thế lực, vòng này không có hạn chế. Nói chung đại hội võ cổ là một truyền thống lâu đời, nội dung không chỉ có những thứ kể trên. Bách Sơn ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên chậm rãi giải thích cho anh. Lúc này vòng thi đầu tiên bắt đầu, là trận đấu võ cổ giả ám kình tầng 1 đến tầng 3. Thường là trưởng bối của các gia tộc lớn dẫn theo tiểu bối đi mở mang tầm mắt. Nếu may mắn, có khi trưởng bối nhà mình sẽ được các cao thủ tiên thiên coi trọng, đây cũng là một cơ duyên lớn. Trong các đệ tử Vân Môn mà Dương Bách Xuyên dẫn đến, hiện tại chỉ có Vương Tông Nhân khá thích hợp. Cậu ta nhập môn muộn, chưa từng học võ công, sau khi vào Vân Môn liền trở thành người tu chân. Hiện giờ tu vi là luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong, tương đương với ám kình tầng 1. Dương Bách Xuyên chọn cho hai đệ tử công pháp thích hợp với từng người. Độc Cô Hối tu luyện tiên kiếm quyết, lấy kiếm nhập đạo. Vương Tông Nhân có thiên phú bình thường, nhưng cực kỳ may mắn, mặc dù mới tu luyện vạn tượng công đến luyện khí kỳ tầng 1 nhưng nền tảng rất vững chắc, có điều trước mắt vận may của cậu ta vẫn chưa được phô bày. Vòng đấu võ này, Vương Tông Nhân bắt đầu từ trận giữa. Ngoài ra còn có Lý Đại Nghị, anh ta có nền tảng võ công. Sau khi tu chân đã trở thành luyện khí kỳ tầng 2. Và cả Độc Cô Hối nữa, nội lực chuyển hóa sắp lên luyện khí kỳ tầng 3. Còn Lục Tuyết Hy thì thoạt nhìn chỉ là luyện khí kỳ tầng 5, nhưng thật ra thực lực và bản lĩnh của cô ta có thể thắng chắc ám kình tầng 9. Trong mấy người của Vân Môn chỉ có đạo trưởng Phương lớn tuổi, không thuộc phạm vi đấu võ. Những người còn lại đều có thể tham gia. Nhưng Dương Bách Xuyên đã dặn Lục Tuyết Hy từ trước. Không cho cô ta tham gia đấu võ vòng 1, đợi đến lúc tranh giành thế lực mới ra tay. Bởi vì nguyên nhân tu chân nên bề ngoài người Vân Môn có tu vi thấp, song bản lĩnh thật sự còn mạnh hơn võ cổ giả ám kình cùng cấp bậc. Dương Bách Xuyên rất có lòng tin với mỗi người trong Vân Môn. Tốt xấu gì họ cũng là người tu chân, hơn nữa mỗi người đều tu luyện võ kỹ, hai bộ kiếm pháp tinh thần che thiên kiếm và đại nhật kinh lôi kiếm thích hợp với thể chất của phái nam và phái nữ.
Xét về thực lực tổng hợp, Dương Bách Xuyên tin rằng Vân Môn sẽ tỏa sáng trong đại hội võ cổ. Anh cực kỳ mong chờ. Chẳng mấy chốc người tham dự trận đấu đầu tiên đã lên võ đài. Một đệ tử họ Mao thuộc gia tộc nhỏ ở phía Nam giao đấu với con của một cặp vợ chồng tán tu ám kình tầng 9. Hai người đều là ám kình tầng 1, tuổi tác xấp xỉ tầm 20. Độ tuổi này mà đã tu luyện đến ám kình tầng 1 cũng xem như thiên phú tốt. Mấy đại tiên thiên đều đang bàn luận đại hội võ cổ giả lần này xuất hiện mấy mầm non không tệ. Hai người trên võ đài bắt đầu đấu võ. Hai bên đều không sử dụng binh khí, tung quyền cước từng chiêu từng thức đánh nhau túi bụi, thoại nhìn thực lực ngang nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra người họ Mao sẽ thắng trận này trong vòng 3 chiêu. Quả nhiên anh vừa nghĩ như thế, thanh niên họ Mao đã tung chiêu giả khiến đối phương luống cuống. Cậu ta bay lên đá thanh niên tán tu ra khỏi võ đài, giành được thắng lợi. Dương Bách Xuyên thầm cảm thán, vẫn là gia tộc võ cổ căn cơ thâm hậu chiếm ưu thế, thanh niên tán tu có nội lực tương đương thanh niên họ Mao, nhưng thua ở chiêu thức. Audio điện tử võ tấn bền. Sau đó là trận kế tiếp. Dương Bách Xuyên không có hứng thú với thi đấu chiêu thức võ công, chỉ xem cho có thôi, anh không thấy xuất hiện người nào đáng kinh ngạc. Anh dùng linh thức kiểm tra xem thiên phú của người đấu võ có phải là thiên phú tu chân có kinh nghiệm hay không. Nếu thấy ai có linh căn, anh không ngại thu làm đệ tử Vân Môn. Nhưng tiếc là trên đời này có rất ít thiên tài, trong 8 trận đấu liên tiếp chỉ toàn người bình thường. Đến trận thứ 9, giọng nói của Ngô Nam vang lên, trận thứ 9. Vương Tông Nhân đánh với Diệp Sở. Lúc này Dương Bách Xuyên lập tức ngẩng đầu nhìn võ đài. Trận đấu của đồ đệ mình, anh không thể không quan tâm. Vương Tông Nhân là luyện khí kỳ tầng 1, là newbie tu chân mới nhập môn. Trong khi Diệp Sở là con em thế gia võ cổ, chủ nhà họ Diệp là Diệp Tái Thiên và một trưởng lão đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, nhưng nhà họ Diệp vẫn còn một người đức cao vọng trọng khác bị thương nặng chưa chết, vì vậy nhà họ Diệp vẫn còn tồn tại. Trong mắt Dương Bách Xuyên, Diệp Sở là ám kình tầng 2, mà Vương Tông Nhân là luyện khí kỳ tầng 1 tương đương với ám kình tầng 1. Nếu hai bên không chênh nhau quá 3 tầng thì vẫn hợp quy tắc đấu võ. Trong mắt người ngoài, Vương Tông Nhân chắc chắn sẽ thua trận này. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có lòng tin với Vương Tông Nhân. Người tu chân mạnh hơn võ cổ giả rất nhiều, huống chi Vương Tông Nhân tu luyện vạn tượng công và đại nhật kinh lôi kiếm pháp, từng được Lục Tuyết Hy dạy dỗ, hẳn là sẽ không thua. Sau khi trận đấu bắt đầu, Diệp Sở cầm đao, biểu cảm giận dữ. Anh ta hận không thể ăn thịt uống máu người Vân Môn, sát khí ngùn ngụt. Trên võ đài, xuất hiện cảm xúc này là chuyện quá bình thường. Diệp Sở muốn giết chết Vương Tông Nhân. Đối phương có kiếm, đương nhiên Vương Tông Nhân sẽ không chịu thiệt. Độc Cô Hối ở dưới võ đài nói với Vương Tông Nhân, sư đệ nhận kiếm này, đừng để sư phụ mất mặt. Độc Cô Hối vừa nói vừa ném kiếm của mình cho Vương Tông Nhân. Vương Tông Nhân có tính tình trầm lặng nhưng nội tâm cứng cỏi. Cậu ta nhận kiếm, gật đầu với Độc Cô Hối, sau đó nhìn sư phụ Dương Bách Xuyên trên bục, cõi lòng kiên định, mình sẽ không để cho sư phụ mất mặt. Thiên phú của cậu ta không tốt bằng sư huynh Độc Cô Hối nên trước giờ tu luyện rất chăm chỉ. Vương Tông Nhân luôn khắc ghi lời của hộ pháp Vân Môn trưởng lão Lục Tuyết Hy trong lòng, cần cù bù thông minh. Hàng ngày Vương Tông Nhân khổ luyện đại nhật như lôi kiếm, đến nay đã chút thành tựu. Trong trận đấu này, cậu ta hừng hực ý chí chiến đấu. Nhãi danh Vân Môn, hôm nay tao phải giết mày. Diệp Sở nhỏ giọng nói với Vương Tông Nhân, giọng nói tràn ngập sát ý. Cẩn thận gãy lưỡi đấy, tao giết mày dễ như trở bàn tay. Vương Tông Nhân không chịu lép vế. Hai người cãi nhau, âm lượng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Sau khi Ngô Nam hô bắt đầu, Diệp Sở đâm kiếm về phía Vương Tông Nhân, khiến Vương Tông Nhân vội vàng giơ kiếm đỡ. Keng! Trong cuộc đụng độ đầu tiên, Vương Tông Nhân bị một kiếm của Diệp Sở đẩy lùi về sau một bước. Từ một kích này, Dương Bách Xuyên nhìn ra nền tảng của Vương Tông Nhân vững chắc, so về sức mạnh thì cậu ta cũng chỉ yếu hơn Diệp Sở một chút xíu. Vì vậy, muốn thắng thì phải xem chiêu thức của ai mạnh hơn, như thế mới có thể phân thắng bại. Vương Tông Nhân cảm thấy áp lực, cậu ta là người đầu tiên trong Vân Môn xuất chiến, hơn nữa đây là lần đầu tiên Vân Môn tham gia đại hội võ cổ, sư phụ và 6 tiên thiên đang ở trên bục cao.
Lúc này trong đầu cậu ta chỉ có một ý nghĩ là trận đấu này chỉ được thắng không được thua, không thể làm Vân Môn và sư phụ mất mặt. Cuộc đụng độ đầu tiên hơi vội vàng, hơn nữa Vương Tông Nhân thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên hơi chật vật. Lúc này thấy Diệp Sở nhếch môi cười gằn, Vương Tông Nhân bùng lên lửa giận. Ngay sau đó, kiếm thứ hai của Diệp Sở đã lao tới, Vương Tông Nhân lại đỡ chiêu. Keng keng keng. Một kiếm ba chiêu, Vương Tông Nhân rơi vào thế bị động, lòng hơi hoảng loạn. Hoảng loạn trong lúc thi đấu chính là sơ hở. Diệp Sở nắm bắt cơ hội, mũi kiếm thứ hai đâm vào cổ Vương Tông Nhân. Lần này Dương Bách Xuyên ngồi trên bục cao cũng căng thẳng. Lúc này Nguyên Thần Tử người thành phố Thanh cười trên nỗi đau của người khác, Dương Tiên Sinh, xem ra đệ tử Vân Môn các cậu sắp thua rồi. Dương Bách Xuyên giữ dằn trợn mắt lườm Nguyên Thần Tử, im lặng không lên tiếng. Anh chăm chú nhìn võ đài, tay dùng lực bẻ một mảng đá trên ghế rồi giữ trong lòng bàn tay, chuẩn bị ra tay cứu giúp nếu Vương Tông Nhân gặp nguy hiểm. Anh không quan tâm quy tắc gì đó, chỉ cần Vương Tông Nhân không bị thương là được. Khi thấy Vương Tông Nhân không kịp né tránh, kiếm của Diệp Sở sắp đâm vào cổ cậu ta, Dương Bách Xuyên vốn định ra tay, nhưng vừa dồn lực vào tay bỗng dừng lại. Hai mắt chợt sáng ngời, anh thầm nghĩ, thì ra thằng nhóc túi này không ngốc. Lúc này, Vương Tông Nhân chợt xoay người, dùng bả vai đụng vào kiếm của Diệp Sở như đã tính toán trước. Sau đó, mọi người nghe thấy Vương Tông Nhân hô to, đại nhật như lôi kiếm, nhật xuất vân tiêu, chém. Mọi người nhìn thấy Diệp Sở đâm trúng vai Vương Tông Nhân, máu lập tức chảy ra. Nhưng cùng lúc đó, Vương Tông Nhân gằn giọng hô to đại nhật như lôi kiếm, nhật xuất vân tiêu. Sau đó, mọi người thấy thanh kiếm trong tay Vương Tông Nhân nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng nghìn thanh kiếm, bóng kiếm lắc lư dập trời, nhìn từ xa giống như mặt trời chói mắt. Bóng kiếm lấp lóe trên võ đài, lại thêm ánh nắng chiếu rọi khiến mọi người không thể nhìn thấy trận đấu giữa hai người. Chỉ nghe thấy một tiếng keng, hình như là kiếm của ai đó bị đối phương chặt gãy. Á, tiếp đó là tiếng hét thảm thiết vang lên. Bóng kiếm tan biến, mọi người trợn tròn mắt. Giữa võ đài, Vương Tông Nhân cầm trường kiếm, trên vai xuất hiện một lỗ máu, máu chảy ròng ròng nhưng nụ cười nở trên gương mặt. Diệp Sở thì sao? Cánh tay cầm kiếm rơi trên mặt đất, hóa ra anh ta bị Vương Tông Nhân chặt đứt cánh tay. Thậm chí lúc này khắp người Diệp Sở toàn là vết thương do kiếm gây ra. Anh ta giống như bị đâm mấy trăm nhát kiếm, ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Thắng bại đã rõ. Trận này Vương Tông Nhân thắng. Ở thời khắc cuối cùng, cậu ta đã chuyển bại thành thắng. Trong mắt mọi người, một ám kình tầng 1 đánh bại một ám kình tầng 2. Đúng lúc này, Trường Linh thuộc Côn Luân ngồi trên bục thình lình đứng bật dậy, hét lên thất thanh tiên thiên chiến kỹ. Đúng là rất mạnh, Nguyên Thần Tử kinh ngạc ra mặt, thật khó tin, vừa rồi ông ta còn cười nhạo Dương Bách Xuyên, đảo mắt đã bị vả mặt bôm bốp. Nhưng so với chuyện bị bẽ mặt, Nguyên Thần Tử để ý đến chiêu kiếm Vương Tông Nhân vừa sử dụng hơn. Ông ta cho rằng đó là tiên thiên chiến kỹ. Đệ tử của Dương Tiên Sinh không đơn giản, bất chi bất giác Đinh Dương không gọi Dương Bách Xuyên là bạn nhỏ nữa, mà dùng hai chữ tiên sinh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bách Sơn ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên, sắc mặt đỏ bừng. Hắn ta không ngờ đệ tử của sư tổ là một ám kình tầng một lại sử dụng tiên thiên chiến kỹ. Rốt cuộc vị sư tổ trẻ tuổi này bí ẩn cỡ nào? Tuy Hạ Lộ và Địa Tâm lão tổ không nói gì, nhưng cũng nhìn sang Dương Bách Xuyên. Giờ khắc này, mấy đại tiên thiên đều nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên với ánh mắt khác nhau. Ai cũng biết tiên thiên chiến kỹ nghĩa là gì? Tiên thiên chiến kỹ là chiêu thức tu luyện chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể sử dụng, là chiêu thức có đẳng cấp mạnh mẽ trong tu luyện võ công. Tiên thiên lợi hại cũng là do tu luyện tiên thiên chiến kỹ riêng. Nhưng tiên thiên chiến kỹ truyền thừa đến nay, phần lớn tiên thiên chiến kỹ mà tông môn bọn họ tu luyện đều không trọn vẹn. Nhưng dù vậy, nắm giữ tiên thiên chiến kỹ chẳng khác gì giá trị võ lực tăng cao. Trong mỗi tông môn, tiên thiên chiến kỹ đều là vật báu. Người ta từng phát hiện thấy một cuốn tiên thiên chiến kỹ trong một di tích cổ ở giới võ cổ, thậm chí dẫn đến một trận chiến thảm khốc, máu chảy thành sông. Cuối cùng người thiếu lâm lấy được, song cũng phải trả giá thê thảm, tổn thất hai cao thủ tiên thiên đổi lấy một cuốn tiên thiên chiến kỹ. Vì thế trong giới võ cổ ngày nay, thiếu lâm lọt vào top 3 tông môn lâu đời bởi vì cuốn tiên thiên chiến kỹ kia.
Mấy đại tiên thiên đều nhìn Dương Bách Xuyên với tâm tư riêng. Xin hỏi Dương tiên sinh, vừa rồi lệnh tôn sử dụng tiên thiên chiến kỹ phải không? Cuối cùng, đạo trưởng Trường Linh không nhịn được bèn hỏi. Dương Bách Xuyên cũng quan sát vẻ mặt mấy người này. Anh liên tưởng tới đại nhật như lôi kiếm pháp mà Vương Tông Nhân sử dụng, nhưng đó chẳng phải là kiếm pháp ư. Sao mấy người kia đều lộ vẻ khó tin như thế? Bây giờ nghe Trường Linh nhắc đến tiên thiên chiến kỹ, tuy Dương Bách Xuyên không hiểu lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán ra có lẽ đại nhật như lôi kiếm pháp chính là chiến kỹ rất cao cấp trong lời mấy võ cổ giả tiên thiên này. Anh không thể giải thích đây là võ kỹ người tu chân sử dụng. Thật ra so với pháp thuật, cái này chỉ là tiểu đạo. Anh tìm được nó từ truyền thừa trong đầu và dạy cho đệ tử Vân Môn để phòng thân mà thôi, hoàn toàn không ngờ nó lại là tiên thiên chiến kỹ gì đó. Đây là chiến kỹ sư phụ sưu tập được từ tay người dùng võ nhập đạo, nằm trong truyền thừa của sư phụ, đều là một số chiêu thức phòng thân cơ bản mà thôi. Nhưng trong mắt những người này, nó rất lợi hại. Nghe đạo trưởng Trường Linh hỏi vậy, Dương Bách Xuyên gật đầu, không giải thích thêm. Các ông nói thế nào là thế đó, dù sao người của chúng tôi đã biểu diễn rồi đó, có thể dọa được các ông thì tốt. Thấy Dương Bách Xuyên gật đầu thừa nhận, mấy đại tiên thiên đều chấn động cả người. Lúc này bọn họ phải xác định lại vị trí của Dương Bách Xuyên một lần nữa. Một thế lực nắm giữ tiên thiên chiến kỹ chắc chắn sẽ chiếm một chỗ đứng trong giới võ cổ. Bởi vì một kiếm đáng kinh ngạc của Vương Tông Nhân, trên võ đài rơi vào khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Sư đệ giỏi lắm, sau giây lát yên tĩnh, Độc Cô Hối là người đầu tiên hào hứng hô to. Vương Tông Nhân đi xuống võ đài trả kiếm cho Độc Cô Hối. Cậu ta nhìn Dương Bách Xuyên trên bục cao, nở nụ cười đáp lại Độc Cô Hối. Cậu ta biết điểm yếu của mình, cố ý trúng một nhát kiếm để một kích tất thắng. May mà cậu ta đã thắng, không làm sư phụ mất mặt. Tông Nhân nhận lấy, lúc này, giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên. Vương Tông Nhân nhìn thấy sư phụ Dương Bách Xuyên búng ngón tay, một viên đan dược bay vèo tới. Cậu ta đón lấy, thì ra là một viên đan bồi nguyên. Có viên đan bồi nguyên này thì vết kiếm trên vai chỉ là vấn đề nhỏ. Vân Môn ra sân, Vương Tông Nhân chuyển bại thành thắng, một kiếm khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Sau đó tiếp tục đấu võ. Trận tiếp theo Lý Đại Nghị lên võ đài, đối thủ là một võ cổ giả ám kình tầng 3 của gia tộc Mộ Dung. Lý Đại Nghị là luyện khí kỳ tầng 2, trong mắt người ngoài thì đây là trận đấu giữa kẻ yếu và kẻ mạnh. Trong tình huống bình thường, võ cổ giả ám kình tầng 3 của gia tộc Mộ Dung chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều không nghĩ như thế. Có Vương Tông Nhân làm ví dụ sống, không ai dám nói ám kình tầng 3 có thể thắng. Chiêu thức võ công mà đệ tử Vân Môn tu luyện quá chấn động, cho dù là võ cổ giả hạng bét cũng nhìn ra chiêu thức võ công của đệ tử Vân Môn mạnh hơn chiêu thức của võ giả bình thường. Trận đấu bắt đầu trong sự chờ đợi của mọi người. Lý Đại Nghị tập võ từ nhỏ, hơn nữa còn là quân nhân xuất ngũ. Sau khi gặp Dương Bách Xuyên, anh ta tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể. Tiếp nữa Vân Môn thành lập, anh ta trực tiếp tu luyện công pháp tu chân. Có thể nói kinh nghiệm chiến đấu và nền tảng của anh ta xếp hàng đầu trong đệ tử Vân Môn. Trong trận đấu với đệ tử nhà Mộ Dung, cả hai người đều không sử dụng vũ khí, thi đấu quyền cước. Trên võ đài, Lý Đại Nghị ra tay ngay từ đầu, còn hấp dẫn hơn Vương Tông Nhân. Bởi vì Lý Đại Nghị tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể sớm nhất, lại còn chăm chỉ khổ luyện, sau đó bước lên con đường tu chân, trong cơ thể có chân khí, cho nên sử dụng thuật ngũ hành dẫn thể càng thêm thành thạo. Động tác mang hình thái của năm loài hổ, gấu, vượn, ưng, sói được Lý Đại Nghị vận dụng một cách thuần thục. Dương Bách Xuyên trên bục nhìn mà xấu hổ, anh tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể còn không thuần thục bằng Lý Đại Nghị. Trên võ đài, đệ tử của gia tộc Mộ Dung bị Lý Đại Nghị đùa giỡn như khỉ. Rõ ràng là nội lực của anh ta cao hơn Lý Đại Nghị một tầng, nhưng lúc so đấu anh ta còn chẳng chạm nổi vào vạt áo của Lý Đại Nghị, ngược lại còn bị đối thủ ám kình tầng 2 hung hăng đánh mấy chiêu liên tiếp. Nếu không có nội lực hùng hậu thì e là lúc này anh ta đã hộc máu rồi. Dầm, đệ tử của gia tộc Mộ Dung bất cẩn bị Lý Đại Nghị bắt được sơ hở, giáng một quyền vào đầu. Lần này anh ta sợ bay màu, vội vàng hét to tôi chịu thua. Được thôi, Lý Đại Nghị cười khà khà dừng tay. Anh ta đấu trận này rất nhẹ nhàng.
lại thêm một đệ tử Vân Môn dùng động tác thú dữ đấu với võ cổ giả cao hơn một tầng. Làm cho cả hội trường bàn tán xôn xao. Dương Bách Xuyên ngồi trên bục cao nhận lời khen của mấy đại tiên thiên, lòng vui phơi phới. Chiêu thức võ công mà đệ tử Vân Môn biểu diễn thật sự khiến mọi người kinh ngạc quá đỗi. Tuy Lý Đại Nghị không sử dụng tiên thiên chiến kỹ, nhưng trong mắt mấy đại tiên thiên, động tác mang hình thái thú dữ của anh ta không kém gì tiên thiên chiến kỹ, có thể so với tiên thiên chiến kỹ. Hiện tại nhân vật chủ chốt có thể thi đấu trong đám đệ tử Vân Môn là Độc Cô Hối vẫn chưa ra sân. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Hơn 2 tiếng sau, Ngô Nam hô to trên võ đài, trận đấu cuối cùng, Độc Cô Hối của Vân Môn đánh với tán tu võ kiếm. Thiếu niên trẻ Châu Độc Cô Hối đã sốt sắng muốn lên võ đài từ lâu. Có Vương Tông Nhân và Lý Đại Nghị thi đấu trước, Độc Cô Hối là đại đệ tử của Dương Bách Xuyên càng đắc ý hơn. Hiện tại Độc Cô Hối có tu vi luyện khí kỳ tầng 3, có điều anh ta là kiếm phôi trời sinh, không chỉ tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm của gia tộc mà còn nghiên cứu Đại Nhật Như Lôi Kiếm và Tinh Thần Che Thiên Kiếm, hơn nữa còn là người tu luyện hai bộ kiếm pháp này xuất sắc nhất trong đám đệ tử của Vân Môn, thật sự là thiên phú không tệ. Lúc này, Dương Bách Xuyên ngồi trên bục nhíu mày nhìn Độc Cô Hối và chàng trai tên Võ Kiếm lên võ đài cuối cùng. Đối thủ Võ Kiếm của Độc Cô Hối vừa lên võ đài, Dương Bách Xuyên lập tức nhận thấy chàng trai này không đơn giản. Anh ta mặc bộ đồ đen, hơi thở lâu bền, tu vi không cao lắm, là ám kình tầng 3 giống Độc Cô Hối. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được trên người chàng trai áo đen tên Võ Kiếm có hơi thở vô cùng tà ác. Điều này khiến anh không nhìn thấu. Thấy Độc Cô Hối kiêu ngạo, Dương Bách Xuyên bắt đầu lo lắng cho anh ta. Thanh niên mặc một bộ quần áo màu đen đứng giữa sân, mày kiếm mắt sáng, sau khi lên sân khấu mặt không chút biểu tình nào, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Hối, sau đó ôm quyền nói, hậu duệ của Đao Ma Võ Kiếm. Giọng điệu nói chuyện bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí mang theo loại khí chất trưởng thành không hợp với tuổi trẻ của anh ta. Trong nháy mắt hấp dẫn trong mắt của vô số người. Sau khi Võ Kiếm báo danh, Bách Sơn ngồi cạnh Dương Bách Xuyên hơi suy tư, nói, Đao Ma Đao Ma. A hậu duệ của Đao Ma. Đột nhiên hắn ta nhớ đến gì đó, kinh ngạc hô to. Tiếng hô to này của Bách Sơn cũng làm cho mấy tiên thiên khác chấn động. Ninh Dương vẫn luôn ngồi yên như Phật Di Lặc đột ngột đứng dậy, nói, Đao Ma nổi tiếng độc lãnh trong giới võ cổ 50 năm nay, không thể tin được ông ta còn có hậu duệ, thật sự khó lường. Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc, nghe qua hình như Đao Ma này rất lợi hại, hỏi Bách Sơn, Đao Ma là ai? Sư tổ có chút không biết, 50 năm trước trong giới võ cổ có Nam Kiếm Bắc Đao, hai loại cường giả bẩm sinh tức là người đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong bẩm sinh, tung hoành trong giới võ cổ, rất ít người có thể địch lại nổi. Nam Kiếm chính là gia tộc võ cổ nhà Độc Cô Chiến Thiên, ông ta được gọi là Kiếm Tiên. Còn Bắc Đao là Ma Tu Tô Sùng Thu. Hai người này một chính một tà, Đao Ma Tô Sùng Thu bị coi là ma đạo, Kiếm Tiên Độc Cô Chiến Thiên là chính đạo. Hai người đều là nhân vật nổi tiếng 50 năm trước, tranh đấu với nhau cả đời. Chỉ tiếc, 50 năm trước không biết vì nguyên nhân gì, Đao Ma Tô Sùng Thu và Kiếm Tiên Độc Cô Chiến Thiên ước hẹn chiến đấu trên đỉnh Nga Mi, cùng nhau mất tích. Trong giới võ cổ có rất nhiều lời đồn, hai người chết trận. Cũng có người nói họ đã lánh đời, cũng có người nói bọn họ đã đi vào hư không. Dù sao từ đó không còn tin tức, không thể tin được 50 năm sau hậu duệ của Đao Ma và hậu bối nhà Độc Cô lại tương ngộ. Không lẽ là số mệnh? Bách Sơn giải thích, nói. Dương Bách Xuyên cũng có chút kinh ngạc, cao thủ tầng 9 bẩm sinh thật sự rất lợi hại. Hơn nữa mà Đao Tô Sùng Thu và Độc Cô Chiến Thiên có thể có được cái danh Nam Kiếm Bắc Đao. Hiển nhiên không phải hạng người đơn giản. Cũng không nghĩ đến nhà Độc Cô từng có nhân vật lợi hại như vậy, trước kia chưa nghe Độc Cô vô tình nhắc đến. Bây giờ Độc Cô Hối chính là sinh ra vì kiếm, luận võ với Võ Kiếm hậu duệ Đao Ma, thật sự có chút giống như số mệnh đã sắp xếp. Thiên phú kiếm đạo của Độc Cô Hối thì không cần phải nói, là đứng đầu, còn Võ Kiếm hậu duệ Đao Ma, theo như quan sát của Dương Bách Xuyên thì người này cũng không đơn giản. Trong cơ thể của người thanh niên này có một loại lực lượng không nằm trong ngũ hành, mặc dù rất nhạt, nhưng linh thức của Dương Bách Xuyên vẫn có thể cảm nhận được, rất tà khí. Trong sự quan sát của mọi người, sau khi Độc Cô Hối nghe được tên của Võ Kiếm,
Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh sáng bừng lên trong mắt anh ấy. Sau đó trầm giọng ôm quyền đáp lễ, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, nói, Độc Cô Hối nhà Độc Cô. Hình như Vô Kiếm đã biết Độc Cô Hối là người nhà Độc Cô từ trước, nghe thấy Độc Cô Hối trả lời, cuối cùng khuôn mặt không biểu tình cũng nở nụ cười, vừa nói vừa gỡ miếng vải đen bọc lấy chiếc hộp gỗ sau lưng xuống. 50 năm trước, Nam Kiếm Tiên Độc Cô Chiến Thiên và sư phụ Đao Ma Tô Sùng Thu đều là nhân vật danh tiếng độc lãnh trong giới võ cổ, chỉ mong cậu đừng làm tôi thất vọng. Vung tay lên, mở ra hộp gỗ, bên trong là một chuôi đao lớn dài 3 thước, trên chuôi đao là một cái đầu lâu. Sau đó đao ra khỏi vỏ. Keng! Đao ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo sáng lên, thân đao hơi rung động. Đao cốt khô, là đao cốt khô của Đao Ma Tô Sùng Thu. Ninh Dương dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tay của võ kiếm giữa sân. Dương Bách Xuyên cũng phát hiện thanh đao cốt khô trong tay võ kiếm chính là một thanh linh khí hạ phẩm. Thú vị. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào võ kiếm trong sân, nói thầm trong lòng. Từ nhỏ Độc Cô Hối chính là thiên tài luyện võ, lúc chưa tu chân đã là ám kình tầng 8, với độ tuổi đầu 20 của anh ấy, trong giới võ cổ ám kình tầng 8 chính là hạng người siêu phàm. Mặc dù tu chân là luyện khí kỳ tầng 3, nhưng chân khí tu chân và nội lực là hai trình tự hoàn toàn khác nhau. Dù bây giờ nhìn qua là ám kình tầng 3, nhưng thực lực chân chính của anh ấy không yếu chút nào, có lẽ kiếm pháp còn tốt hơn so với lúc là ám kình tầng 8. Còn võ kiếm cũng là ám kình tầng 3, nhưng lại là hậu duệ của Đao Ma. Dương Bách Xuyên còn phát hiện một loại lực lượng vượt qua thuộc tính ngũ hành trong cơ thể anh ta. Trong tay anh ta còn có một thanh đao cấp bậc linh khí hạ phẩm, không phải là một tên đèn cạn dầu. Hai người đều có sức mạnh ngang nhau. Nghe thấy câu nói đừng làm tôi thất vọng của võ kiếm, Độc Cô Hối nở nụ cười lạnh lùng, trả những lời này lại cho anh, chỉ mong anh cũng đừng làm tôi thất vọng. Hai người đối đầu, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Độc Cô Hối chính, võ kiếm tà. Tóm lại thực lực của hai người này không thể dựa theo tiêu chuẩn của ám kình tầng 3 bình thường để bình luận. Độc Cô Hối cầm trường kiếm trong tay, võ kiếm giơ thanh đao lên. Hai người mặt đối mặt, dùng khí thế đánh giá nhau. Đột nhiên Độc Cô Hối hừ lạnh, mang theo sự khinh thường và coi rẻ ra tay trước, cổ kiếm trong tay vung ra 3 cái đao ảnh, lao thẳng đến võ kiếm. Dương Bách Xuyên ngồi trên đài thấy vậy, thở dài trong lòng, anh biết trận này Độc Cô Hối sẽ thua. Cao thủ quyết đầu, đánh giá khí thế và đánh giá chiêu thức không có gì khác nhau, đều giống như vậy lộn sống chế. Thậm chí từ loại góc độ nào đó, đánh giá khí thế còn quan trọng hơn đánh nhau. Nếu ai bại trước khí thế của đối phương trước, ra tay đầu tiên, người đó chính là kẻ thua cuộc. Bởi vì thua ở khí thế, tương đương không có lòng dạ, trong quá trình chiến đấu sẽ tồn tại sự băn khoăn, cuối cùng trong quá trình chém giết đối thủ sẽ lộ ra sơ hở và thua cuộc. Tất nhiên, theo quan sát của Dương Bách Xuyên, Độc Cô Hối không phải thua ở khí thế, anh ấy quá mức kiêu ngạo, ra tay trước, hoàn toàn không để đối thủ ở trong mắt. Quá cao ngạo, quá kiêu ngạo. Loại tâm tính này thường sẽ bị thua cuộc, vì vậy Dương Bách Xuyên đã phán định trận này Dương Bách Xuyên sẽ thua. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể hiểu được, từ nhỏ Độc Cô Hối đã được coi là thiên tài, dưới sự bảo vệ của chị gái và gia tộc, gần như không chịu suy sụp gì quá lớn, dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, cũng không trách được anh ấy. Nghĩ lại cũng tốt, để thằng nhóc này ăn chút đau khổ sẽ có lợi cho con đường tu luyện sau này. Ngược lại với Độc Cô Hối, võ kiếm là tán tu, cô độc một mình, loại người này chịu khổ từ nhỏ, tâm cảnh cực kỳ mạnh mẽ, rất giỏi nắm bắt cơ hội, một khi có sơ hở, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua. Đối mặt với sự ra tay của Độc Cô Hối, khóe miệng của võ kiếm lộ ra ý cười. Điểm này bị Dương Bách Xuyên nhìn thấy, càng thêm chứng thực suy nghĩ trong lòng của anh. Quả nhiên, võ kiếm nhấc đao, trực tiếp dùng một kích đánh trả tam kiếm hoa của Độc Cô Hối. Kiếm đao va chạm ầm ầm, không dùng bất cứ chiêu thức hoa mỹ nào, trực tiếp đơn giản chém xuống. Một kích phá hủy bí tịch tam kiếm hoa của Độc Cô Hối, đơn giản thô bạo, nhưng cũng rất hữu hiệu. Khoảnh khắc thấy khí thế trên thanh đao của võ kiếm, cuối cùng cũng làm Độc Cô Hối thay đổi sắc mặt kiêu ngạo, thu hồi sự coi thường. Lúc này anh ấy cũng nâng kiếm trong tay lên, vung ra kiếm ảnh càng lúc càng nhanh, trầm thấp quát nhẹ, lưu tinh giả thiên kiếm, thiên ngoại lưu tinh, nổ.
Trên đài cao, người của đạo trưởng Trường Linh Côn Luân thấy được hai người bắt đầu tung ra chiêu thức, biểu cảm trên mặt của bọn họ vô cùng xuất sắc. Không nghĩ đến có thể thấy được ba loại chiến kỹ bẩm sinh trong vòng một ngày. Võ kiếm hậu duệ đao ma, ở trong mắt bọn họ chiêu thức anh ta thi triển chính là chiến kỹ bẩm sinh, điểm này không ngoài ý muốn. Bởi vì đao ma Tô Sùng Thu là nhân vật đã thành danh từ 50 năm trước, hậu duệ của hắn thi triển được chiến kỹ bẩm sinh cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng sau khi Độc Cô Hối tung ra lưu tinh giả thiên kiếm, một đám cao thủ bẩm sinh bị chấn kinh lần thứ hai. Bọn họ đều biết Độc Cô Hối là người của Vân Môn Dương Bách Xuyên mang đến. Lại thêm một loại chiến kỹ bẩm sinh, rốt cuộc nội tình của Vân Môn này sâu đến mức nào? Hoặc nói cách khác, Vân Môn của Dương Bách Xuyên là tông môn dạng nào? Lúc trước bọn họ còn đang suy nghĩ, Vân Môn. Một tông môn chưa nghe qua bao giờ, có lẽ là môn phái Dương Bách Xuyên bịa đặt ra. Bây giờ, sau khi Độc Cô Hối thi triển ra lưu tinh giả thiên kiếm, mấy đại tiên thiên thay đổi sắc mặt, suy nghĩ cũng thay đổi. Không lẽ Vân Môn này là tông môn lánh đời nào đó ngay cả bọn họ cũng không biết? Khả năng này vô cùng lớn, bởi vì trong giới võ cổ, tông môn có hai loại chiến kỹ bẩm sinh trở nên tuyệt đối không phải tông môn nhỏ, cũng không phải yên lặng vô danh. Có lẽ chỉ có tông môn lánh đời có nội tình dày nặng hơn bọn họ mới có được. Loại đầu tiên Vương Tông Nhân đã thể hiện ra, làm tất cả mọi người khiếp sợ. Mặc dù loại thứ hai không phải chiến kỹ bẩm sinh, nhưng cũng là chiến kỹ hoàn toàn có thể sánh vai với nó. Những chiêu thức Lý Đại Nghị thi triển cùng loại với các chiêu thức ngũ cầm hí. Ở trong mắt mấy đại tiên thiên, nó không hề kém cạnh chiến kỹ bẩm sinh. Loại thứ ba xuất hiện trên người hậu duệ của Đao Ma, nằm trong dự đoán của mọi người. Loại chiến kỹ bẩm sinh cuối cùng, kỹ năng lưu tinh giả thiên kiếm lại xuất hiện trên người Độc Cô Hối. Đây, thực sự làm suy nghĩ của mấy đại tiên thiên thay đổi liên tục. Một tông môn có ba loại chiến kỹ bẩm sinh. Nó có nội tình sâu đến mức nào? Hiện tại cũng có thể chỉ là một góc núi băng của Vân Môn. Không ai dám chắc, trên người Dương Bách Xuyên còn ẩn giấu bao nhiêu loại chiến kỹ bẩm sinh. Lúc trước Dương Bách Xuyên thi triển trưởng pháp loại này để đối phó với Nguyên Thần Tử, mấy người bọn họ đều đứng trong bóng tối thầm quan sát. Mỗi người đều có ánh mắt khác nhau, mang theo tâm tư khác nhau. Ánh mắt trở lại giữa sân, ở trong mắt mọi người, Độc Cô Hối và võ kiếm so đấu, hai người thi triển ra chiến kỹ bẩm sinh, bây giờ chỉ xem chiến kỹ của ai mạnh hơn thôi. Ở trong sân, khi Độc Cô Hối thi triển ra chiêu lưu tình giả thiên kiếm này, trong mắt của võ kiếm cũng tràn đầy hưng phấn. Có thể nói kiếm pháp của hai người được tung ra cùng lúc. Trong mắt võ kiếm, kiếm pháp của Độc Cô Hối thật sự giống như sao băng rơi xuống, mang theo uy thế xuyên thấu đất trời. Còn trong mắt của Độc Cô Hối, một chiêu ma long xuất hải này tràn đầy khí thế cường đại, tràn ngập sự điên cuồng, đao khí bên trong làm người cảm thấy áp lực. Đao kiếm va chạm. Ầm ầm ầm. Không xuất hiện âm thanh sắt thép đánh nhau, lại xuất hiện tiếng vang nặng nề như sấm. Ở trong mắt mọi người, kiếm pháp Độc Cô Hối thi triển ra giống như sao băng. Kiếm khí đầy trời hóa thành sao băng, một kiếm bao vây võ kiếm, một kiếm đâm xuyên qua đao thế như vũ bão của võ kiếm. Mọi người đều thấy rõ tình hình trong sân. Võ kiếm phải thua gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Bao gồm cả mấy đại tiên thiên cũng vậy, điều bọn họ nhìn thấy là chiến kỹ của Độc Cô Hối vượt qua võ kiếm. Ngay cả khéo miệng của Độc Cô Hối cũng có ý cười. Bởi vì võ kiếm phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Chỉ có Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt. Anh nhìn thấy võ kiếm phun máu, nhưng không phải bị Độc Cô Hối gây thương tích, ngược lại một ngụm máu võ kiếm phun ra mang theo uy áp nào đó. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, võ kiếm phun máu giống như phun ra một ngụm tinh huyết, loại này không khác gì lúc anh luyện khí tụ đan. Một ngụm tinh huyết của võ kiếm phun lên bộ đao cốt khô trong tay anh ta. Linh thức của Dương Bách Xuyên phát hiện võ kiếm nhìn qua bị thương hộc máu, nhưng thực tế là hiến tế tinh huyết cho ma đao. Thấy được điều này, linh thức của Dương Bách Xuyên mới phát hiện đao cốt khô của võ kiếm không bình thường giống như bản thân anh ta. Đao cốt khô của võ kiếm là kinh khí hạ phẩm. Khi ngụm tinh huyết này phun vào, ma đao bộc phát ra một loại sát khí vô hình, đây là đặc điểm chỉ có ở linh khí. Sát khí một đao mang theo 10 phần sức mạnh, đột ngột lao ra từ đao cốt khô.
Nếu cái này đối phó với độc cô hối sẽ bị thiệt lớn. Dương Bách Xuyên thở dài trong lòng, võ kiếm thiên tư thông minh, vậy mà lại hiểu được mượn dùng sức mạnh của linh khí. Xem tư thế phun tinh huyết của thằng nhóc này, chắc chắn biết một ít công pháp tu chân, truyền thừa của cậu ta cũng không tầm thường. Nhưng đúng lúc này, trong đầu vang lên âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà, nhóc con cầm đao này rất thú vị, thể chất đặc thù. Không ngờ lại là thể chất vượt qua ngũ hành, linh căn thuộc tính phong. Nhóc thối, nhớ thu vào tông môn, thành tựu tương lai của nhóc đó sẽ không hề thua kém độc cô hối. Khụ khụ, sư phụ nói vậy con yên tâm rồi, lúc trước con nhìn qua thể chất của cậu ta, trong cơ thể có một loại lực lượng không thuộc về ngũ hành. Không nghĩ đến lại là thể chất linh căn thuộc tính phong. Ở trong giới tu chân, loại thiên phú linh căn này có nhiều hay không? Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ. Vô nghĩa, cho dù là một thiên phú linh căn cũng rất hiếm, chưa nói đến còn là thiên phú linh căn vượt qua ngũ hành. Đừng nhiều lời, con còn không ra tay, đại đồ đệ của con sẽ gặp nguy hiểm. Vân Thiên Tà nói. Mải nói chuyện với người suýt chút nữa hỏng việc. Dương Bách Xuyên nói thầm một câu, dùng tay bẻ xuống khối đá trên ghế đá, ném thẳng về phía đao cốt khô của võ kiếm. Keng! Ngay lập tức đao cốt khô của võ kiếm bị một loại lực lượng to lớn va chạm trực tiếp, rời khỏi tay, rơi xuống đất. Vốn dĩ anh ta sắp đâm một đao vào tim của độc cô hối, mắt thấy mũi đao đã dừng ở làn da của độc cô hối, nhưng không nghĩ đến lại bị một loại lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, làm cho da đầu của anh ta tê dại. Đao cốt khô chưa từng rời khỏi tay anh ta, giờ lại rơi xuống đất. Quay đầu thì thấy được mảnh đá vụn, sau khi đánh trúng mũi đao của anh ta thì hóa thành tro tàn. Đây là loại lực lượng gì? Trong lòng võ kiếm sông cuộn biển gầm, nhìn về phía đài cao, nghĩ đến mấy nhân vật đại tiên thiên. Vừa quay đầu thì thấy được một bóng người bay xuống. Trong lòng càng thêm tủi hổ hơn võ kiếm chính là độc cô hối. Nhớ lại lúc trước bản thân đắc ý nhìn kiếm đâm thủng qua thân đao của võ kiếm, đâm vào thân thể của võ kiếm, dưới sự cường đại của kiếm khí, làm cho võ kiếm phun máu lên thân đao. Điều này làm cho độc cô hối càng thêm kiêu ngạo, còn tưởng rằng võ kiếm mạnh cỡ nào, còn không phải bị độc cô hối làm hộc máu. Nhưng suy nghĩ này của anh ấy vừa hiện lên, tiếp theo cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bởi vì sau khi thấy võ kiếm phun một ngụm máu ra, thanh đao cốt khô trong tay anh ta truyền đến một loại sát khí dày đặc lạnh băng, ngay lập tức bao phủ lấy anh ấy. Trong nháy mắt độc cô hối cảm thấy thân thể mất khống chế, không thể động đậy. Độc cô hối biết đao của võ kiếm có điều cổ quái, nhưng lúc này đã muộn rồi, cảm giác chết chóc chưa bao giờ cách gần anh ấy như thế. Hoặc nói cách khác đây là lần đầu tiên độc cô hối cảm nhận được hương vị cái chết. Cả người anh ấy bị giằng co, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu có trống rỗng. Nhưng đúng lúc này, độc cô hối chỉ nghe được một tiếng keng, cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân đã biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó thấy được đao của võ kiếm rơi xuống mặt đất. Anh ấy nhẹ nhàng thở ra, thân thể không còn sức lực. Bên tai cũng vang lên một âm thanh quen thuộc, trận này độc cô hối thua, võ kiếm thắng. Vừa quay đầu lại thì thấy sư phụ Dương Bách Xuyên bay xuống từ trên đài cao. Độc cô hối biết vừa rồi là sư phụ Dương Bách Xuyên ra tay cứu mình. Lúc này tất cả mọi người đều nảy sinh khó hiểu, rõ ràng bọn họ thấy được kiếm của độc cô hối bao vây võ kiếm, làm võ kiếm phun máu. Vì sao Dương Bách Xuyên lại nói là độc cô hối thua, võ kiếm thắng? Trên mặt của mọi người tràn đầy khó hiểu, thắng thua điên đảo. Đối với những lời bàn tán xung quanh Dương Bách Xuyên không có giải thích, loại chuyện này chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi. Mà ngay cả mấy đại tiên thiên ngồi ở đài cao, nghe được lời nói của Dương Bách Xuyên cũng thấy sửng sốt, nhưng mà dù sao cũng là nhân vật tiên thiên có kiến thức, tuy rằng không hiểu rõ sự việc trước đây như thế nào, nhưng đều thấy được Dương Bách Xuyên sử dụng hòn đá nhỏ đánh trúng đại đao của võ kiếm. Từ điểm này có thể đoán đại khái ra được, trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Nhưng mà, lúc này mấy đại tiên thiên làm gì còn quản những thứ này, thắng thua không quan trọng, quan trọng là con người. Độc cô hối cũng không cần phải nói, anh ấy là người Dương Bách Xuyên mang đến, không cần lo lắng. Nhưng võ kiếm thì khác, tuy rằng hắn tự xưng là truyền nhân của đạo Ma Tô Sùng Thu, nhưng lúc đăng ký luận võ có ghi chép là tán tu. Điều này chứng tỏ, sư phụ đạo Ma Tô Sùng Thu của hắn ta đã qua đời rồi,
hoặc là nói võ kiếm gặp được cơ duyên xảo hợp lấy được truyền thừa đạo ma mà thôi, cũng không có bái sư đạo ma Tô Sùng Thu chân chính, nói cách khác, đến nay hắn vẫn chỉ có một mình. Đương nhiên nói là một mình có nghĩa là, võ kiếm là tán tu, là một người không có sư môn và thế lực. Điều này tạo cơ hội cho mấy đại tiên thiên. Ngoại trừ võ kiếm là truyền nhân của đạo ma Tô Sùng Thu, nếu không nói đến tầng thân phận này, thì chỉ riêng trận chiến hôm nay giữa hắn ta và Độc Cô Hối, đều đã thể hiện thiên phú võ đạo của hắn, người này là thiên tài. Nhưng mà suy cho cùng, thì tóm lại người mà mọi người coi trọng chính là thân phận truyền nhân của đạo ma Tô Sùng Thu của võ kiếm, nói đùa, có kỹ năng chiến kỹ vân vân trong người, người này mới là đại bảo bối của tông môn nha. Vì vậy, không ai quan tâm đến ai thua và ai giành chiến thắng. Chỉ là nhìn thấy Dương Bách Xuyên kết thúc, mấy đại tiên thiên khác sốt ruột, không thể để cho Dương Bách Xuyên đoạt võ kiếm đi được. Nghĩ tới đây cả đám đều xuống đài muốn đi lên sân. Mà giờ phút này, Độc Cô Hối nhìn thấy Dương Bách Xuyên lại đây, sắc mặt xanh hồng yếu ớt nói, sư phụ. Anh ấy chỉ muốn nói một câu mất mặt. Lại bị Dương Bách Xuyên lạnh lùng cắt đứt nói, biết cậu thua như thế nào không? Biết, biết, đệ tử thua vì binh khí. Độc Cô Hối nhỏ giọng nói, đến bây giờ anh ấy vẫn nghĩ lại đại đao của võ kiếm truyền tới hàn ý kia, không nhịn được dùng mình. Ha ha, Dương Bách Xuyên nghe xong khụ khụ cười lạnh, lập tức xoay người nói, ngu xuẩn, cậu thua chỗ quá kiêu ngạo có biết không? Rõ ràng đã tu luyện hai bộ kiếm pháp của sư môn. Hơn nữa còn là người tốt nhất trong tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại mọc ở trên trán, trong mắt không có người, ngay từ đầu thái độ của võ kiếm đối với cậu, là toàn lực ứng phó, mà trong mắt cậu ta lại tràn đầy khinh thường, không có một chút cung kính coi trọng đối với đối thủ, chỉ biết kiêu ngạo ngút trời. Cậu ta không thua thì ai thua? Hả? Nói thật cho cậu biết, chiêu thức hai bộ kiếm pháp của sư môn so với võ kiếm, còn cao hơn cả một bậc, nếu như ngay từ đầu cậu không có khinh thường đối thủ. Thì chí ít cũng phải biết dùng đầu óc một chút, lấy đại nhật như lôi kiếm và lưu tinh che thiên kiếm, hai loại kiếm pháp một cứng một mềm đối vũ khí của võ kiếm, chỉ cần hai chiêu kiếm của võ kiếm chuẩn bị đánh bại. Nhưng còn cậu thì sao? Bầy đặt không cần chú ý thì chắc chắn là sẽ phải đi nhặt tiền đồng, đúng là để cho một sư phụ như tôi có thêm kiến thức. Dương Bách Xuyên chào phúng châm chọc Độc Cô Hối một lúc sau đó mới thu súng răn dậy, nhìn thấy Độc Cô Hối đã cúi đầu đến lồng ngực. Lúc này mới dừng lại, nhưng ngữ khí vẫn lạnh như trước nói, lần này sau khi trở về đi bế quan tự kiểm điểm cho tôi, chưa được 3 tháng thì không được xuất quan, có biết không? Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng rõ ràng, Độc Cô Hối đều không kém chút nào, nhưng nguyên nhân phần lớn anh ấy thất bại thực sự là trong tay võ kiếm có linh khí, cùng với cả sự trợ giúp của bí pháp tinh huyết của võ kiếm, mới có thể thua, nếu không lúc trước hai người so chiêu, võ kiếm sẽ không thể thắng dễ dàng. Có thể biết được thực lực của võ kiếm và Độc Cô Hối đều sàn sàn như nhau. Nhưng Độc Cô Hối thực sự quá kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này sẽ khiến cho anh ấy chịu thiệt thòi lớn ngày sau, cho nên trước khi Dương Bách Xuyên phát hiện trong đại đao võ kiếm có dị thường, thì anh cố ý kéo dài một chút thời gian, chính là muốn cho Độc Cô Hối cảm nhận được một chút nguy hiểm, cho anh ấy một giáo huấn khắc sâu. Để cho anh ấy biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn nữa cũng không có chút khách sáo nào răn dậy. Dương Bách Xuyên tin anh ấy sẽ nghe, đối với tương lai anh cũng có chỗ tốt lớn lao, nếu như tính cách Độc Cô Hối có thể mài rũa xuống, con đường học kiếm trong tương lai đương nhiên sẽ ngay thẳng. Còn Độc Cô Hối thì sao? Bị Dương Bách Xuyên không chút khách khí nào răn dạy từng câu, từng chữ như đánh vào trong lòng, từ nhỏ tính cách của anh ấy không sợ trời không sợ đất, chưa từng bị người ta răn dạy như thế này, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên. Nhưng đối mặt với Dương Bách Xuyên, anh ấy không dám tức giận, hơn nữa còn có hơi sợ hãi anh, thật ra Độc Cô Hối biết tuổi tác của Dương Bách Xuyên bằng anh ấy, vốn dĩ không có e sợ. Nhưng vào lúc Bách Xuyên tức giận mắng người, toàn thân như có một khí thế vô hình, để cho anh ấy cảm thấy vô cùng áp lực, cũng hiểu được sư phụ nói không có sai. Hơn nữa đây là lần đầu tiên từ khi lớn anh ấy thất bại như vậy, trong lòng trái ngược lại vô cùng lớn, anh ấy càng không dám phản bác. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói một câu, thân là một sư phụ như tôi, Độc Cô Hối thật sự sợ, anh ấy và Vương Tông Nhân bái sư, chỉ là miệng đồng ý ghi tên sư phụ, còn chưa chân chính thực hiện lễ bái sư, thì ở giới võ cổ không được phép. Một câu thân là sư phụ đi ra, Độc Cô Hối vô cùng sợ hãi,
không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ nói một câu như này, từ nay về sau cậu không còn là đồ đệ của tôi nữa, dọa đến gần chết. Cũng may câu cuối cùng là trở về bế quan trong 3 tháng tự kiểm điểm, để cho Độc Cô Hối thở dài một hơi, điều này chứng tỏ sư phụ không buông tha cho anh ấy, liên tục gật đầu như gà con mổ thóc nói, đệ tử biết sai, trở về sẽ bế quan, mong sư phụ tha thứ. Hừ, còn đứng ngây ngốc ở đây sao, đồ chơi ngu xuẩn, nhìn cậu liền tức giận, cũng chưa mọc đủ lông đủ cánh mà tâm khí đã cao đến muốn lên trời. Dương Bách Xuyên hừ lạnh mắng Độc Cô Hối. Độc Cô Hối vội vàng biến mất từ tầm mắt của Dương Bách Xuyên. Lúc này thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên rất là sảng khoái đến siêu vẹo, có hơi hiểu được sư phụ Vân Thiên Tà, vì sao lại luôn nguyền rủa khi nói chuyện cùng mình, không phải lo sợ bị mất mặt mũi. Thì ra mắng đồ đệ là cảm giác tốt đẹp như vậy, ha ha, thật sự rất sảng khoái, về sau phải mắng chửi nhiều hơn mới được. Họ Dương thầm nghĩ ở trong lòng. Nếu như giờ phút này Độc Cô Hối có thể nghe được tiếng lòng của Dương Bách Xuyên, chắc chắn sẽ nổi bão, đáng tiếc là anh ấy không nghe được. Sau khi răn dạy Độc Cô Hối xong, lúc này Dương Bách Xuyên mới quay đầu đổi lại một bộ mặt tươi cười thân thiện nhìn về phía Võ Kiếm đang đứng ở một bên có hơi trợn mắt há hốc mồm nói cậu gọi là Võ Kiếm đúng không? Từ lúc lên đấy Võ Kiếm đã thấy được màn đầy khí thế chấn động khi dạy dỗ lại Độc Cô Hối của Dương Bách Xuyên. Trước đó cũng đã từng nhìn thấy Dương Bách Xuyên đối chiến cùng với Nguyên Thần Tử, thật ra trong lòng rất có hảo cảm đối với Dương Bách Xuyên, không nghĩ tới Dương Bách Xuyên sẽ nói chuyện thân thiết cùng với hắn như vậy, vội vàng ôm quyền nói, thưa tiền bối vãn bối là Võ Kiếm. Dương Bách Xuyên không còn lời nào để nói, vậy đao cậu sử dụng, nó có tên gọi như thế nào? Thưa, bẩm tiền bối vãn từ nhỏ bối đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được đạo cô sư phụ Ngũ Linh Sơn nhặt được. Trên người có một tín vật chỉ có một chữ võ là họ, sư phụ nói lúc nhặt được ta là đêm thiên cầu thực nguyệt rất tà khí, liền đặt tên cho ta một chữ kiếm, nói kiếm là quân tử, là hóa thân của chính khí, dùng chính khí có thể trấn áp tà khí của ta, cho nên tên của vãn bối là Võ Kiếm. Chờ Võ Kiếm giải thích xong, trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, nhìn qua màn chào hỏi của anh và Võ Kiếm, cũng không tệ lắm, hắn ta giải thích chi tiết là khởi đầu tốt. Trong lòng Dương Bách Xuyên đương nhiên là đang đánh chủ ý với Võ Kiếm, sư phụ đã nói Võ Kiếm là linh căn thuộc tính phong, tương lai thành tựu sẽ không kém, thiên tư của người này không thu vào tông môn, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao. Ngay khi Dương Bách Xuyên muốn tiến thêm một bước biểu đạt ý nguyện trong lòng, vừa muốn mở miệng, thì bên người vang lên cười ha ha của Đinh Dương. Ha ha ha, Võ Kiếm thiên phú không tệ, lão phu thần tông mở cửa núi, đang chiêu mộ thanh niên thiên tài như cậu. Nếu như cậu có nguyện ý nhập thần tông tôi, tương lai lão phu sẽ tự tay dạy ngươi luyện võ, tung hoành giới võ cổ có được không? Đinh Dương bắt đầu kéo người. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên trong lòng tức giận mắng ông ta không biết xấu hổ, lão chết tiệt. Nhưng mà, ngay sau đó, mấy người khác từng người cũng tiến lên, bảy miệng tám lưỡi so với Đinh Dương còn trần trụi muốn cướp lấy người hơn. Đương nhiên chỉ có Hạ Lộ không mở miệng, nhưng Ngô Nam lại tiến lên. Nói với Võ Kiếm một lúc. Mấy đại tiên thiên đều hứa hẹn điều kiện ưu đãi với Võ Kiếm, để cho Võ Kiếm gia nhập thế lực của mình. Trong mắt mọi người là chuyện tốt lớn, rất nhiều người để mắt ghen tị với Võ Kiếm. Mà trên mặt Võ Kiếm xuất hiện vẻ kích động, hiển nhiên đối với những điều kiện của mấy lão tiên thiên đang khai trương này, động tâm. Dương Bách Xuyên vừa nhìn là biết có chuyện xấu, Võ Kiếm anh bắt buộc phải lấy được, trong mắt vừa chuyển hướng về phía Võ Kiếm lớn tiếng nói. Võ Kiếm nghe đây, lấy khí hóa khí, lấy khí dùng sức, dùng máu làm dẫn, vận hành công lực, chỉ cần nhà người gia nhập Vân Môn tại, ta sẽ mang ngươi tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Đoạn này nói xong, trong ánh mắt Võ Kiếm tinh quang bạo xạ, nhìn Dương Bách Xuyên cả người đều phát run. Nhưng nhìn vào mắt mọi người chính là kích động. Mà Võ Kiếm ở trước mắt bao người, ôm quyền về phía Dương Bách Xuyên nói, Võ Kiếm nguyện ý bái tiền bối làm sư phụ. Một câu nói khiến cho sắc mặt của mấy đại tiên thiên khác đều đen. Không rõ, Dương Bách Xuyên nói đến huyết khí là ý gì, nhưng rõ ràng là nguyên nhân Võ Kiếm bái sư. Đối với những điều kiện hứa hẹn đầy ưu đãi cho Võ Kiếm, vậy mà còn kém với Dương Bách Xuyên một chút, chẳng khác nào một câu nói đánh bại năm đại tiên thiên tranh đoạt, một câu thắng lợi. Rất nhiều người không hiểu vì sao Võ Kiếm sẽ lựa chọn Dương Bách Xuyên, muốn bái anh làm thầy, gia nhập Vân Môn. Chỉ có Võ Kiếm rõ ràng, Dương Bách Xuyên là người hiểu anh ta nhất.
hoặc nói cách khác Dương Bách Xuyên có một bí mật giống anh ta. Đây mới là nguyên nhân võ kiếm kích động, là nguyên nhân võ kiếm muốn bái Dương Bách Xuyên làm thầy. 10 năm trước, sư phụ nhận nuôi võ kiếm mất, trước khi lâm chung sư phụ đã nhờ võ kiếm mang cho cốt của bà ấy về quê quán an táng. Quê của đạo cô nhận nuôi võ kiếm ở núi Long Hổ Giang Tây, một vùng núi sâu. Vận mệnh của võ kiếm cũng thay đổi vào ngày đó, hoàn toàn thay đổi vào ngày an táng sư phụ đạo cô kia. Anh ta nhớ rất rõ, ngày đó sau khi an táng cho cốt của sư phụ đạo cô ở nơi gió thoảng qua tạo ra âm thanh, nước chảy không có dấu vết theo di nguyện của bà ấy. Thật ra trước khi lâm chung đạo cô đã nói kỹ càng tỉ mỉ với võ kiếm về nơi này. Leo lên một ngọn núi ở quê quán, võ kiếm tìm được rất dễ dàng. Khi đó vừa đi vào sơn cốc, đây là một sơn cốc rất đặc biệt, giống y như lời nói của sư phụ. Gió thoảng qua tạo ra âm thanh, nước chảy không dấu vết. Thật ra rất nhiều nơi có gió thoảng qua tạo ra âm thanh. Chỉ cần là hẻm núi hoặc chỗ hai bên ngọn núi kẹp khít lại, có gió thoảng qua sẽ có âm thanh. Nhưng nước chảy không dấu vết thật sự là kỳ tích. Ngay lúc đó võ kiếm ôm cho cốt của sư phụ chuyển động trong sơn cốc đó 3 ngày, tìm được nguồn nước, nhưng muốn tìm được nơi nước chảy qua không có dấu vết thì rất khó. Nhưng tất cả giống như vận mệnh sắp xếp trước, vào ngày thứ 3, võ kiếm tìm thấy một nơi đặc biệt. Một ngọn núi có dòng suối chảy qua gốc cây khô, biến mất không thấy tung tích. Khi võ kiếm đi qua thì phát hiện dòng nước chảy theo rễ cây khô, chảy xuôi vào trong và hoàn toàn đứt gãy. Lúc đó võ kiếm biết, đây chính là nơi nước chảy không còn dấu vết trong miệng sư phụ đạo cô. Bởi vì dòng nước thấm vào nền đất khô cạn, còn không phải là nước chảy không dấu vết hay sao? Thật ra đây chính là tình huống địa lý tự nhiên do vỏ trái đất vận động tạo thành. Rất nhiều sông ngầm được hình thành như vậy. Tìm 3 ngày nên võ kiếm rất kích động, khi anh ta định an táng cho cốt của sư phụ, chân dẫm hụt cả người mất thăng bằng, khe đất vỡ ra theo dòng chảy, ngã vào đó. Khi võ kiếm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một hang động đá vôi ngầm. Trong hang động dưới mặt đất, võ kiếm tìm được một nơi có dấu vết cư trú của con người, chính xác hơn là gặp được thi thể của sư phụ Đao Ma Tô Sùng Thu, có được truyền thừa. Đao Ma Tô Sùng Thu đã khắc họa cuộc đời của ông ta lên vách đá hang động. Trên đó ghi lại sau khi Tô Sùng Thu đạt đến bẩm sinh đại viên mãn, năm đó sau khi chiến đấu với kiếm tiên Độc Cô Chiến Thiên, đột phá tu vi, cảm nhận được lôi kiếp trên trời. Sau khi Tô Sùng Thu đến nơi quỷ dị cảm ứng được lôi kiếp, đi vào đó, sau 5 năm thì trở về, lại đến hang động đá vôi ngầm kia. Trong ghi chép của Tô Sùng Thu, ông ta đi đến một thế giới vô cùng thần bí, gọi là thế giới Sơn Hải, hoàn toàn là một thế giới thần tiên. Người ở nơi đó sẽ bay, sẽ dùng pháp thuật, gọi là người tu chân. Tô Sùng Thu sinh hoạt ở thế giới kia 5 năm, còn bái nhập một tông môn tu chân, học tập được một vài pháp thuật nhỏ. Nhưng bởi vì cạnh tranh trong tông môn nên đắc tội người khác, cuối cùng Tô Sùng Thu bị ép đến đường cùng, nhảy vực rơi vào một hồ nước lạnh, lúc đi ra thì đã ở trong một hang động đá vôi ngầm. Nhưng chính ông ta cùng bị thương không sống được lâu, lúc hấp hối đã dùng hết sức khắc họa cuộc đời mình lên vách đá của hang động đá vôi, cùng biết sông ngầm của hang động đá vôi kia thông với thế giới Sơn Hải, nhưng lại dặn dò, đừng đi vào thông đạo, đi vào sẽ thiệt mạng. Câu nói mà Dương Bách Xuyên nói ra chính là một pháp thuật được Tô Sùng Thu ghi lại trong truyền thừa. Vì vậy sau khi võ kiếm nghe được, trong lòng chấn động, lập tức bái Dương Bách Xuyên làm sư phụ. Bởi vì ở trong lòng võ kiếm, thế giới Sơn Hải được Tô Sùng Thu ghi lại là một thế giới còn thần bí hơn cả thế giới võ cổ hay địa cầu, võ kiếm vô cùng hướng đến và tò mò về thế giới đó. Khi anh ta nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, điều đầu tiên nghĩ đến là Dương Bách Xuyên có thể là người của thế giới Sơn Hải, hoặc có quan hệ gì đó với thế giới Sơn Hải thần bí đó. Võ kiếm cực kỳ muốn đi xem nên anh ta đã lựa chọn bái Dương Bách Xuyên làm thầy. Khi võ kiếm lớn tiếng nói nguyện ý, còn quỳ rạp xuống trước mặt của Dương Bách Xuyên, ngoài Dương Bách Xuyên, mấy thế lực khác hoàn toàn thất vọng. Dương Bách Xuyên cong cong khóe miệng, nhìn võ kiếm nói, được rồi, nhân dịp có các vị đồng đạo ở đây, Dương Bách Xuyên tôi nâng chén làm nghi thức thu đồ đệ, võ kiếm chính là đệ tử thân truyền thứ 3 của tôi. Độc Cô Hối là đại đệ tử, Vương Tông Nhân là nhị đệ tử, hai người bọn họ vẫn luôn ký danh ở Vân Môn, không có cơ hội chính thức thu đồ đệ. Hôm nay là đại hội võ cổ,
dưới sự chứng kiến của đông đảo các đồng đạo, tôi sẽ thu nhận ba người họ làm đệ tử. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên ôm quyền nói với Hạ Lộ và Bách Sơn, đạo trưởng Trường Linh, mời các vị làm chứng. Hạ Lộ, Bách Sơn sẽ không cướp đoạt người tài với sư tổ, cười nói tôi sẽ làm người chủ trì cho lễ bái sư này của sư phụ. Mặc dù đạo trưởng Trường Linh tiếc hận không thể thu võ kiếm vào Côn Luân, nhưng loại chuyện này coi trọng tự nguyện, võ kiếm lựa chọn Dương Bách Xuyên, ông ta chỉ có thể cười chúc mừng, không cần thiết đắc tội Dương Bách Xuyên. Còn Nguyên Thần Tử thì lạnh lùng hừ một tiếng, không mở miệng nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy sự ghen ghét với Dương Bách Xuyên. Ninh Dương và Lão Tổ Địa Tâm cũng đen mặt, không ai mở miệng nói chuyện. Tiếp theo dưới sự chủ trì của Bách Sơn, dưới sự chứng kiến của hơn 200 võ cổ giả và mấy cao thủ đại tiên thiên, ba người Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, võ kiếm ba quỷ chín lại chính thức bái Dương Bách Xuyên làm thầy. Có thể nói trường hợp hôm nay là trường hợp hiếm có trong giới võ cổ, cho dù là ba tên đồ đệ hay cái tên Vân Môn, từ nay về sau chắc chắn sẽ hoàn toàn xuất hiện trong giới võ cổ. Tổ chức xong nghi thức, Dương Bách Xuyên cho ba người đồ đệ mỗi người một viên đan tụ khí, cũng không nhiều lời, nên nói đều nói, ví dụ như tôn sư trọng đạo, kính trọng đồng môn. Người chủ trì Bách Sơn cực kỳ có trách nhiệm, mang theo ba người Độc Cô Hối đọc xong lời thề. Xong việc, đến phân đoạn đấu võ, vốn dĩ thế lực mới như Vân Môn phải tiến hành đấu võ lần thứ hai, nhưng Trường Linh đại biểu cho tông môn cổ xưa Côn Luân, trực tiếp tuyên bố Vân Môn sẽ trở thành một trong 10 thế lực lớn, thay thế được địa vị của nhà họ Diệp. Bởi vì thực lực của Dương Bách Xuyên có thể sánh ngang với Bẩm Sinh, hơn nữa mấy đệ tử lên sân khấu của Vân Môn đã chứng minh Vân Môn có thực lực thay thế địa vị của nhà họ Diệp, trở thành thế gia võ cổ, thậm chí còn vượt qua. Ở trên giới thế tục hiện nay, không có thế gia nào có thể thắng được Dương Bách Xuyên. Mấy đại thiên tiên không có dị nghị gì, chỉ có Nguyên Thần Tử tức giận bất bình, nhưng lại không dám biểu lộ. Đại hội võ cổ lần này hoàn toàn bị Vân Môn chiếm hết nổi bật, các thế gia đứng sau đấu võ dường như đã mất đi phong thái. Mấy giờ sau, đại hội võ cổ kết thúc, mấy đại tiên thiên cũng chọn ra một vài người từ các thế gia và tán tu nhập vào tông môn. Cũng dựa theo quy củ, cống hiến ra một ít công pháp khác vào trên vách đá. Dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, đó đều là một vài chiêu thức võ cồn bình thường, hoàn toàn lấy ra để ứng phó chuyện này. Dựa theo quy củ của đại hội, cũng chọn ra 10 người đứng đầu, mấy đại tiên thiên sẽ lấy ra phần thưởng ứng với 10 người đó để cổ vũ, linh dược trăm năm và một vài bình khí không tồi. Vương Tông Nhân và Lý Đại Nghị của Vân Môn, mỗi người đoạt được vị trí top 10, lấy được linh dược trăm năm. Sau đó đại hội võ cổ tuyên bố kết thiêu, tiếp theo ai muốn ở lại nhìn công pháp khác trên vách đá để tu hành thì ở lại, không xem thì rời đi. Dương Bách Xuyên mang theo người của Vân Môn cũng chuẩn bị rời đi, dù sao anh không coi trọng những tâm pháp võ công khác trên vách đá đó. Vốn dĩ muốn mời ông ngoại đi Cố Đô, về ước định giữa gia tộc Đoan Mộc và Thần Long Đàm, không có sự cho phép của Thần Long Đàm thì không thể tiến vào Hoa Hạ, Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể tìm Hạ Lộ để xin. Nhưng ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên lại lắc đầu, kiên trì nói, làm người nói một là một, hai là hai. Nếu đã đồng ý với Thần Long Đàm trấn thủ biên giới, quy củ này không thể sửa, sau này chúng ta gặp lại cũng không muộn, cháu cũng có thể đến nước Nam thăm ông ngoại. Dương Bách Xuyên thấy ông ngoại kiên trì, cũng không miễn cưỡng, mỗi người có một ý tưởng của riêng mình, loại kiên trì này của ông ngoại lại làm Dương Bách Xuyên kính trọng. Hơn nữa mà đạo không chiếm được cái nhìn thiện cảm của võ cổ giả Hoa Hạ, bọn họ cũng muốn rời đi, Dương Bách Xuyên chỉ có thể từ biệt ông ngoại. Nhưng trước khi chia tay, Dương Bách Xuyên trộm đưa cho ông ngoại hai viên đan tụ khí, không nói gì thêm, chỉ nhỏ giọng nói, ông ngoại, về đến nhà rồi hãy dùng hai viên đan dược này, theo tính toán của cháu, nhiều đây cũng đủ để ông bước vào Bẩm Sinh. Đến lúc đó gia tộc Đoan Mộc không cần sợ hãi Đinh Dương. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, cả người Đoan Mộc Hành Thiên bị chấn động, run rẩy vội vàng cất đan dược đi. Ông vô cùng tín nhiệm Dương Bách Xuyên, càng biết đứa cháu ngoại này rất thần bí. Nếu nó nói hai viên đan dược này có thể làm chính mình bước vào Bẩm Sinh thì không sai được. Sau khi tạm biệt Dương Bách Xuyên, ông vội vàng rời đi. Hiện tại Đoan Mộc Hành Thiên còn coi trọng hai viên đan dược này hơn cả mạng già của mình. Từ đại hội võ cổ lần này, nhưng tông môn cổ xưa kia đều sôi nổi rời núi vào đời, gia tộc Đoan Mộc không còn sự che chở của lão tổ Bẩm Sinh, nhưng cũng coi như đỉnh cấp ở trong thế gia võ cổ.
nhưng sau lưng không có tông môn cổ xưa làm chỗ dựa, trong lòng rất run sợ, nếu hai viên đan dược của Dương Bách Xuyên có thể giúp ông bước vào bẩm sinh, vậy thì gia tộc Đoan Mộc sẽ kéo dài ít nhất 100 năm nữa. Vì vậy Đoan Mộc Hành Thiên vội vàng rời đi. Dương Bách Xuyên nhìn theo bóng dáng rời đi của ông ngoại, ánh mắt toát ra sự mềm dịu. Thật ra dựa theo công hiệu của đan tụ khí với người thường, với công lực của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên thì một viên cũng đủ ông bước vào bẩm sinh. Dương Bách Xuyên đưa hai viên là vì tư tâm, hy vọng ông có thể vững vàng ổn định bước vào bẩm sinh. Anh luyện chế được rất ít đan tụ khí, nếu nhiều thì sẽ đưa thêm mấy viên, đáng tiếc không đủ linh dược để luyện chế. Đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến âm thanh của đạo trưởng Trường Linh, Dương Đạo Hữu, xin dừng bước. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu thì thấy 6 đại tiên thiên bao gồm đạo trưởng Trường Linh, Nguyên Thần Tử, Bách Sơn, Đinh Dương, Lão Tổ Địa Tâm, Hạ Lộ đều không rời đi, lúc này đang đi về phía anh. Có chút nghi hoặc, hỏi, đạo trưởng Trường Linh có phân phó gì không? Đạo trưởng Trường Linh nhìn thoáng qua Bách Sơn, cậu nói đi. Bách Sơn gật đầu, nói với Dương Bách Xuyên, sư tổ, chuyện là thế này, sau khi mấy người chúng tôi thương lượng, quyết định mời đi cùng đi đến Đài Tế Trời Thần Long Giá. Đài Tế Trời, đó là nơi nào? Dương Bách Xuyên khó hiểu, hỏi. Bách Sơn mở miệng nói, một nơi chỉ có thực lực bẩm sinh mới có thể đi. Thần Long Giá nằm ở hướng tây thành phố Trùng Khánh, tiếp giáp với huyện Vu Sơn. Rạng sáng ngày hôm sau, 7 người Dương Bách Xuyên xuyên qua Thần Long Giá, đi đến một đỉnh núi ở Tam Hiệp huyện Vu Sơn. Đây cũng chính là nơi cần đến của chuyến đi này, Vu Sơn. Thật ra Vu Sơn chỉ là tên của dãy núi, từng xuất hiện trong lịch sử nhiều vùng khác nhau của Hoa Hạ, bây giờ chủ yếu nói đến các dãy núi liên Nam Bắc ở ngã ba tỉnh Hồ, Trọng Sơn cả phía đông Hồ Nam, Bồn Địa Ba Thục. Vì nhiều lý do khác nhau, luôn có người trông mặt bắt hình dong, cho rằng Vu Sơn chính là những ngọn núi ở huyện Vu Sơn, và Vu Hiệp là một trong tam hiệp của sông Dương Tử, nằm ở huyện Vu Sơn thành phố Trùng Khánh và huyện Ba Động tỉnh Hồ Bắc. Dẫn đến sự hiểu lầm lớn của một số người. Nghĩ lầm núi Vu là Vu Hiệp ở huyện Vu Sơn. Trên thực tế, Vu Hiệp chỉ là một phần của khe nửa Tam Hiệp chạy theo hướng Đông Tây, và núi Vu là những ngọn núi chạy hướng Nam Bắc. Ngay cả toàn bộ Tam Hiệp của sông Dương Tử cũng chỉ là một phần của núi Vu. Lúc này, nơi đám người Dương Bách Xuyên đang đứng chính là một trong những ngọn núi của Tam Hiệp huyện Vu Sơn. Dựa theo lời nói của đạo trưởng Trường Linh và đám người Bách Sơn, lần này trong những người đi đến đỉnh núi này, thực lực ít nhất là bẩm sinh mới có thể đi. Thực lực của Dương Bách Xuyên đã đủ để có thể sánh ngang với võ cổ giả bẩm sinh, hơn nữa có Bách Sơn và Hạ Lộ ở đây Dương Bách Xuyên không cần phải lo gì cả. Trên thực tế, mục đích thứ hai của Đại hội Võ Cổ lần này chính là cao thủ bẩm sinh sẽ tổ chức một cuộc thám hiểm. Khe núi nhỏ của huyện Vu Sơn này có một nơi nguy hiểm mà mấy tông môn cổ xưa nắm giữ trong tay, cũng là một chỗ có nhiều cơ duyên quan trọng của bọn họ. Tóm lại là có chỗ lợi. Vì vậy Dương Bách Xuyên miễn cưỡng được coi là một thành viên trong số đó. Dựa theo lời nói của mấy người Trường Linh, nơi này là đạo tràng tu luyện của Vu Hàm thời đại Đường Nhiêu Thượng Cổ, vì vậy huyện Vu Sơn hay còn có tên khác là Vu Hàm. Vu Hàm là một nhân vật truyền thuyết của dân tộc Hán cổ đại, ở thời Đường Nhiêu, có thể giúp người cầu duyên không bệnh tật, biết được sinh tử tồn vong của một người, lấy năm tháng suy luận như thần, nhiều đế cung kính làm thầy cúng. Đồng thời phong làm lương tướng. Giáp cốt văn mà Vu Hàm viết là Hàm Mậu, ông ta giỏi chiêm tinh học, là người sáng lập thuật bói toán, là nhân vật đại biểu quyền thống trị. Quốc sư của Hoàng đế nhà Thương, người sáng lập ra thuật bói toán, và là một nhà chiêm tinh nổi tiếng, người có công trị được nhà họ Vương, đã viết lên Hàm Nghệ. Vu Hàm còn phát minh ra thuật chiêm tinh Vu Hàm Chiêm, một cuốn sách viết từ thời Chiến Quốc đến Hán Sơ, truyền thừa học thuật của Vu Hàm. Trong công trình chiêm học cổ đại này, lần đầu tiên đề cập đến đơn vị thiên văn, vì vậy người ta đặt tên núi Vu Sơn theo tên của Vu Hàm, cũng như đền Vu Hàm và lăng mộ Vu Hàm. Vu là người đảm nhiệm nhiệm vụ môi giới giữa thiên giới và hạ giới, làm Vu Mậu, tức là Vu Y trong truyền thuyết, thần ở Đường Nhiêu, sử dụng hồng thuật, có thể ban phước, chữa lành bệnh tật cho mọi người, chúc cây cây khô, chúc chim chim rơi. Theo ghi chép của Thượng Thư, Vu Hàm là một hiền thần bên cạnh Mậu Đế thời Thương. Con của ông ta là Vu Hiền, sau khi tôn tử Ất của Mậu Đế đăng cơ, đã lên làm tể tướng, cũng có cái danh hiền thần. Trong giáp cốt văn có ghi là Hàm Mậu, có học giả cho rằng Vu Hàm là đại thần của Mậu Đế.
Nơi cần đến lần này không phải là mộ của Vu Hàm, mà là đạo tràng Vu Hàm, nơi nắm giữ các điển tịch của các tông môn cổ xưa. Làm Vu Y Thượng Cổ, ở trong mắt các võ cổ giả thì ông ta chính là một vu thuật giả cường đại. Ở Hoa Hạ cổ đại, cổ vu cũng không phải là vu sư, đó là một loại truyền thừa cực kỳ cổ xưa thần bí, gồm cả vu thuật vu y ở trong đó. Vu Hàm có thể làm đế sư thượng cổ, ở trong mắt các tông môn cổ xưa, vu thuật vu y của ông ta giống như bảo bối vậy. Lần này đi đến đạo tràng Vu Hàm, chính là nơi ghi lại công pháp chung của các tông môn cổ xưa, là sự tồn tại chân thật. Chẳng qua bình thường không vào được, cũng không tìm được. Chỉ có võ giả cấp bậc bẩm sinh mới có thể vào được nơi đó. Dựa theo lời giới thiệu của Bách Sơn, đạo tràng Vu Hàm hàng năm tràn ngập khói độc, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, có lẽ có trận pháp bảo vệ. Cứ 10 năm một lần mới có thể gặp được thời điểm sương mù tản ra, lần này lại trùng với thời gian đó. Vì vậy bọn họ rời núi là vì gần đây nghe đồn thế tục xuất hiện đan bồi nguyên, thuận tiện đến chủ trì đại hội võ cổ, tìm kiếm một vài đệ tử có thiên phú không tồi cho tông môn. Thứ hai là đạo tràng Vu Sơn, hy vọng có thể đi vào thử thời vận. Theo lời của Bách Sơn, hắn ta cũng chưa từng đi qua đó, dựa theo lời kể của một trưởng bối võ đang đã từng đi qua đạo tràng Vu Sơn, Vu Hàm làm vu y cổ đại, nên linh dược trải rộng trong đạo tràng, ngay cả linh dược vạn năm hiếm có cũng không phải không có. Có thể nói đây là một nơi mọi chỗ là bảo. Đạo tràng Vu Hàm chân chính, có một động phủ ngay cả người của giới võ cổ cũng không vào được, chính là cánh cửa ở động phủ, không thể vào được nó. Mấy ngàn năm trôi qua, giới võ cổ chưa bao giờ từ bỏ việc thăm dò đạo tràng, mong có thể đi vào cánh cửa chân chính của động phủ, đạt được truyền thừa vu thuật vu y của Vu Hàm. Vì vậy mỗi 10 năm, cao thủ bẩm sinh đều sẽ đi vào thăm dò một lần, chưa bao giờ từ bỏ. Tất nhiên, đạo tràng Vu Hàm là nơi đầy bảo bối, cùng là nơi đầy nguy hiểm. Chưa nói đến khí độc quanh năm, quan trọng nhất là có dã thú hung mãnh bảo hộ ở trong đó. Nghe nói mỗi lần thăm dò đều có rất nhiều bẩm sinh bỏ mạng ở bên trong. Dương Bách Xuyên nghe được những lời này, hai mắt sáng rực, ở trong lòng hỏi qua sư phụ về chuyện cổ vu. Sư phụ Vân Thiên Tà nói, thật ra đó cũng là một loại của người tu chân, chẳng qua truyền thừa không giống nhau. Người tu chân cũng có cách gọi cổ vu, không phải chuyên môn tu luyện cường kiện thân thể. Người nắm giữ vu thuật vô cùng cường đại, người tu chân cổ vu chính là luyện thể sĩ cường đại, giống như luyện khí sĩ. Vì vậy khác nhau ở chỗ một bên là tu thể nhập đạo, một bên là tu thần hồn nhập đạo. Nhưng dựa theo sư phụ nói, ở giới tu chân vu thuật cổ cũng đã thất truyền. Nếu đạo tràng Vu Hàm trong miệng đám người Bách Sơn chính là đạo tràng của một vị vu y, có lẽ thực sự có thứ tốt. Dương Bách Xuyên đặc biệt chờ mong chuyến đi này. Dương Bách Xuyên cũng từng nhìn qua ghi chép về vu thuật trong một quyển sách cổ viết về dã sử chiến quốc. Trong hiểu biết của anh, vu là đời trước của đạo gia, nghĩa gốc là người được tôn xưng ngang hàng với thần ở cổ đại. Ở Trung Quốc cổ đại, y sư cũng được gọi là vu, bây giờ vu sư còn mang theo nghĩa là mụ phù thủy. Người xưa cho rằng, vu có thể nói chuyện với quỷ thần, có thể sử dụng sức mạnh của quỷ thần để trừ tà làm giàu. Ví dụ như phục quỷ, tiên đoán, cầu mua, trần bệnh, dần dần trở thành một loại chức nghiệp không thể thiếu trong sinh hoạt của xã hội cổ đại. Mặt khác, vu cũng là một loại người đội trời đạp đất, liên thông với trời đất, thống nhất người với người, chân chính khai thiên lập địa. Trong chuyện xưa thần thoại Hoa Hạ cũng có truyền thuyết 12 vu tổ, tương truyền bàn cổ tuân theo pháp chỉ của Hồng Quân, dùng cờ của bàn cổ bổ ra hỗn độn, dùng thái cực đồ chia ra địa hỏa phong thủy, phân rõ càn khôn, sáng lập thế giới hồng hoang, tạo ra lục đạo luân hồi. Không ngừng sinh sôi. Bàn cổ không còn sức lực chống đỡ lực lượng trời đất mà chết, nguyên thần hóa thành tam thanh thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, giáo chủ thông thiên khai thiên lập địa, tinh huyết trong thân thể hóa thành 12 tổ vu, còn một bộ phận nhỏ lưu chuyển trong lục đạo luân hồi. Tóm lại trong truyền thuyết Hoa Hạ, cổ vu chiếm vị trí rất quan trọng. Mà Vu Hàm là nhân vật có thật trong lịch sử. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày anh sẽ đi đến đạo tràng cổ vu y. Từ điểm này có thể nhìn ra được lịch sử truyền thừa của các tông môn cổ xưa vô cùng xa xăm, nội tình cũng không thể khinh thường. Bây giờ anh mới chỉ tiếp xúc đến võ cổ giả bẩm sinh tầng 1 tầng 2, ai biết trong tông môn của bọn họ có tầng 2 trở nên hay không, thậm chí là cao thủ bẩm sinh tầng 9. Không thể nghi ngờ là có. Nghĩ đến đây, trong lòng của Dương Bách Xuyên vô cùng lo lắng, hôm nay không chút khách khí đối nghịch với Nguyên Thần Tử, Đinh Dương,
mặc dù cuối cùng hai người không trở mặt. Nhưng nghĩ lại có lẽ là vì thấy hai cao thủ tiên thiên tầng 2 Hạ Lộ cả Bách Sơn thân cận với anh. Nếu không có Hạ Lộ và Bách Sơn ở đây, Dương Bách Xuyên đoán Nguyên Thần Tử và Đinh Dương sẽ không dễ dàng bỏ qua chính mình. Trong lòng nghĩ, xem ra phải phòng bị Nguyên Thần Tử và Đinh Dương, không chừng hai người này sẽ chơi xấu ở sau lưng. Về phương diện khác, chắc chắn sau lưng bọn họ còn có võ cổ giả bẩm sinh, chẳng may sau này đến tìm anh gây rắc rối. Điều này không thể nói trước. Nghĩ lại ở đại hội võ cổ ngày hôm qua, biểu hiện có chút chói mắt, luyện chế đan bồi nguyên, triển lãm võ kỹ bẩm sinh, còn không dưới ba loại, điều này có thể dẫn đến những người khác tham lam tìm đến hay không. Hơn nữa ngày hôm qua trước khi đi, bởi vì Dương Bách Xuyên phải đi đến đạo tràng Vu Hàm nên đã tống hết Lục Tuyết Hy và đồ đệ về cố đô, chẳng may có thể lực võ cổ theo dõi bọn họ thì sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên trở nên bực bội. Đúng lúc này, đạo trưởng Trường Linh đi phía trước nói, chúng ta đã đến nơi, có vẻ sương mù sắp tan hết, cửa Vu Sơn sẽ mở ra. Trường Linh mở miệng cũng đánh gãy suy nghĩ của, vừa ngẩng đầu phát hiện đoàn người đã đi đến giữa sườn núi. Nơi này là một ngọn núi nằm trong một dãy núi, sắc trời trên ngọn núi này rất sáng, đi thêm hơn 3 giờ vòng ra sau lưng giữa sườn núi. Một tầng sương mù dày đặc xuất hiện trong tầm mắt, bốn phía có núi lớn vây quanh, sương mù màu trắng giữa cách chỗ anh vài trăm thước đang quay cuồng, gió thổi cũng không thể tiêu tan. Nơi này chính là Vu Sơn mà đạo trưởng Trường Linh nói, Vu Hàm chân chính ở sâu trong núi lớn sau lớp sương mù dày đặc. Dương Bách Xuyên hỏi Bách Sơn, tại sao lại dừng lại? Không thể trực tiếp đi qua. Sư tổ không biết, ngài hãy nhìn sương mù trên núi xem, kéo dài mấy trăm dặm. Còn là rừng rậm nguyên thủy, không đợi được sương mù tan hết chúng ta không những không vào được mà còn lạc đường, chúng độc sương mù này sẽ không thể chịu đựng nổi. 10 năm trước bề trên của Trường Linh đã từng đi vào, cậu ta có kinh nghiệm, chúng ta chỉ cần đi theo cậu ta vào núi là được. Hơn nữa dựa theo lời kể của một vị tiền bối võ đang từng đi vào, sương mù sẽ tự động rút lui vào thời gian nhất định, chúng ta phải nắm được thời gian này, đi vào ngọn núi trước mắt. Sau đó tìm được cửa vào, lúc đó mới có thể đi vào đạo tràng Vu Hàm. Sau khi Bách Sơn nói xong, đạo trưởng Trường Linh mở miệng nói, sương mù sẽ tan hết trong vòng 10 phút nữa, chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để đi xuyên qua trong thời gian đó. Sau khi sương mù tan đi sẽ lộ ra một con đường hang đá, tầm 2 km. Ở trong hang đá có rắn độc kiến độc, là những sinh vật độc sinh trưởng trong khí độc, vết thương bị cắn phải sẽ không chí mạnh, nhưng lại cực kỳ ngứa. Thời gian dài thân thể sẽ chết lặng, hành động sẽ dần dần chậm xuống, lúc đó sẽ bị rất nhiều côn trùng độc tấn công. Vì vậy đợi lúc nữa mọi người phải tự dùng bản lĩnh của mình đi qua 2 km đường đá, các vị đồng đạo hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa lúc bay vọt lên đừng vượt qua 3 mét, khí độc vẫn tồn tại trên 3 mét, hít vào một ngụm sẽ làm thần trí hỗn loạn, còn nguy hiểm hơn bị côn trùng độc cắn. Đạo trưởng Trường Linh nhìn sương mù phía trước, không dặn dò nữa. Hình như ông ta đang tính toán thời gian sương mù biến mất. Đột nhiên nghe thấy Trường Linh nói, sương mù bắt đầu tan, các vị, đi. Gào lên, thân thể Trường Linh hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt nhanh vào trong sương mù. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sương mù thật sự đang dần tan biến, lộ ra con đường đá màu than chỉ phía trước, phóng tầm mắt tất cả đều là cục đá, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không thấy, vô cùng quỷ dị. Địa thế núi chênh vênh 45 độ. Kéo dài về phía trước vài trăm thước, nối thẳng đến một ngọn núi khác. Có đạo trưởng Trường Linh đi đầu, Đinh Dương và lão tổ Địa Tâm, Nguyên Thần Tử cũng đi theo, hóa thành tàn ảnh. Một đám dùng hết bản lĩnh điên cuồng chạy, gần như không dám nhảy dựng lên, rất kiêng kỵ khí độc 3 mét trên đỉnh đầu. Bách Sơn mở miệng hỏi Dương Bách Xuyên, sau khi Dương Bách Xuyên tỏ vẻ chính mình không có vấn đề thì vọt đi. Cuối cùng còn thừa lại hai người Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ. Lúc này Hạ Lộ không ngụy trang âm thanh, nói ra một câu suýt chút nữa làm Dương Bách Xuyên tổn hại tôn nghiêm. Cậu bò lên lưng tôi cõng cậu qua, tôi cùng từng đi qua con đường này, không dễ đi. Hạ Lộ nghĩ đến thực lực của Dương Bách Xuyên có chút yếu, chính mình có thể giúp anh. Dương Bách Xuyên đen mặt, chủ nghĩa đàn ông trỗi dậy, nói, một đoạn đường mà thôi, một người đàn ông như tôi không cần một phụ nữ cõng, phải cõng cũng là tôi cõng cô. Được rồi, cô đi trước. Không cần xen vào tôi, côn trùng độc khí độc mà thôi, nhắm mắt cũng qua được. Ở trước mặt phụ nữ, Dương Bách Xuyên khoác lác không chuẩn bị bản thảo,
nhưng không nghĩ đến con đường phía trước anh sẽ gặp phải bi kịch. Thấy Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin như thế, Hạ Lộ không nói gì nữa. Dù sao cô ấy cũng là cá yêu, tâm tư không phức tạp như con người. Cô ấy không quan tâm tới Dương Bách Xuyên nữa, lập tức hóa thành một bóng mờ xông vào khu vực toàn đá ngổn ngang. Nói thật là Dương Bách Xuyên không để tâm tới những nguy hiểm mà đạo trưởng Trường Linh đã nhắc nhở, đúng kiểu điếc không sợ súng. Anh nhún người nhảy xa hơn 3 trượng. Hiện tại tu vi của Dương Bách Xuyên là luyện khí kỳ tầng 9, sức mạnh linh thức tăng gấp bội, đạt tới phạm vi có đường kinh 54 mét. Trong lúc đuổi theo mọi người, anh phóng linh thức ra, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người cá Hạ Lộ đang di chuyển thoăn thoắt trên đá. Khóe môi nở nụ cười, đột nhiên Dương Bách Xuyên nổi lòng háo thắng, tốc độ vận chuyển chân khí lại tăng lên. Khi bước vào vùng đá, Dương Bách Xuyên còn cố ý dè chừng côn trùng độc và kiến độc theo lời đạo trưởng Trường Linh. Nhưng trong linh thức không phát hiện thấy sự tồn tại của bất kỳ con côn trùng độc nào. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ lẽ nào đạo trưởng Trường Linh cố ý dọa bọn họ. Nhưng ngẫm lại thì khả năng này không lớn lắm, người ta hoàn toàn không cần phải làm vậy. Mình cẩn thận một chút cũng chẳng có gì xấu. Lúc này anh đã đi được hơn 100 mét, đột nhiên anh trông thấy Hạ Lộ ở đằng trước bỗng đi chậm lại, tốc độ chậm hơn lúc trước ít nhất 1/3. Anh cười thầm. Phải chăng người cá xinh đẹp cố ý đợi mình? Hạ Lộ tốt với mình như thế, Dương Bách Xuyên vô cùng quý trọng. Cô ấy không có bạn bè, mà nói chính xác hơn là hoàn toàn không có bạn bè, Dương Bách Xuyên rất vui vì mình là bạn của cô ấy. Mặc dù cô ấy là yêu tu người cá, nhưng Dương Bách Xuyên không xem cô ấy là yêu tu. Trái lại, thân phận và hành động giống như một vị thần bảo hộ loài người của cô ấy khiến anh cực kỳ kính nể. Nếu có thể... anh sẵn lòng dốc hết sức lực trợ giúp Hạ Lộ. Từ mấy lần Đại Tiên Thiên xuất hiện và đàm phán với Hạ Lộ, Dương Bách Xuyên nhìn ra bọn họ chẳng kiêng nể gì cô ấy, mà nói đúng hơn là thần long đàm. Có lẽ thực lực của mấy người đến hôm nay thấp hơn Hạ Lộ một bậc, đều là Tiên Thiên tầng 2. Dương Bách Xuyên đoán rằng bọn họ sẽ không nể mặt Hạ Lộ. Trong lúc suy nghĩ, Dương Bách Xuyên lại tiến vào vùng đá thêm hơn 100 mét. Đột nhiên anh dùng hết cả mình. Tốc độ bất giác chậm lại. Trong linh thức anh phát hiện ra vô số con rắn có màu sắc sặc sỡ. Chúng không to lắm, kích thước chỉ bằng loài rắn bình thường, nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa màu sắc đủ loại. Dương Bách Xuyên biết những con rắn này là rắn độc, độc tố rất mạnh. Điều kỳ lạ là trong ổ rắn còn có kiến đốm sặc sỡ, chắc là kiến độc mà đạo trưởng Trường Linh nhắc đến. Hai loài có độc này ở chung với nhau mà lại không hề xung đột với nhau, quả là chuyện lạ. Khoảng cách giữa hai bên rất gần, nhưng không quấy rầy đến đối phương. Đây đúng là cảnh tượng kỳ dị. Điều quan trọng là số lượng rất nhiều. Cả vùng đá toàn là rắn độc và kiến độc. Anh chỉ có thể cắn răng đi tiếp. Thảo nào người cá Hạ Lộ đi chậm lại, thì ra là tiến vào ổ rắn độc kiến độc thật sự. Phía trước Hạ Lộ, ngoài đạo trưởng Trường Linh chạy vào đầu tiên đã mất dạng ra, Dương Bách Xuyên đều nhìn thấy bóng dáng Bách Sơn, Đinh Dương, Địa Tâm Lão Tổ và Nguyên Thần Tử. Anh thấy mấy người họ vừa chạy băng bằng vừa cố gắng tránh ổ rắn độc kiến độc. Lúc không có chỗ đặt chân, Dương Bách Xuyên thấy mấy người họ đều vận chuyển chân nguyên đá văng kiến độc lổm ngổm đầy đất, sau đó đặt chân mượn lực nhảy ra xa hơn. Có một chi tiết khiến Dương Bách Xuyên không tài nào hiểu nổi. Anh phát hiện khi mấy người phía trước dùng chân khí đá văng đám côn trùng độc này đều dùng lực rất nhẹ, chỉ hất ra mà thôi, hoàn toàn không dùng chân khí giết chết đám côn trùng độc dưới chân. Anh cảm thấy làm vậy quá phí sức, chẳng thà dùng chân khí giết luôn cho xong việc, còn có thể tăng tốc. Nhưng ngẫm lại thì chắc là có bí ẩn gì đó, vì vậy anh cũng trông mèo vẽ hổ đi theo bọn họ. Càng tiến về phía trước côn trùng độc càng nhiều, trong tầm mắt và trong linh thức anh phát hiện thấy côn trùng độc mênh mông như biển, trên mỗi tảng đá không phải rắn độc thì cũng là kiến độc, hoàn toàn che khuất màu sắc của tảng đá. Tốc độ của mọi người cũng chậm lại. Lúc này... chỉ có hai cường giả Tiên Thiên tầng 2 là Hạ Lộ và Bách Sơn không giảm tốc độ, dẫn đầu cách mấy trăm mét. Tiếp đó là Địa Tâm Lão Tổ, Nguyên Thần Tử, Đinh Dương đi cuối cùng. Trông có vẻ như vị trí của mọi người tượng trưng cho thực lực. Đinh Dương đi cuối cùng, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ lẽ nào thực lực của Đinh Dương yếu nhất trong mấy đại Tiên Thiên. Dương Bách Xuyên vừa suy nghĩ vừa di chuyển một cách khó khăn. Mỗi lần nhấc chân lên rồi đặt chân xuống. Anh đều phải khống chế chân khí để đá văng độc trùng trên đá sao cho không dùng sức quá lớn, giết chết đám côn trùng độc này.
anh cảm thấy bó tay bó chân, di chuyển càng chậm chạp. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên không còn nhìn thấy bóng dáng Hạ Lộ và Bách Sơn. Nhưng anh đã đuổi kịp Đinh Dương, chạy song song với ông ta. Lúc này Đinh Dương nở nụ cười thương hiệu như Phật Di Lặc, nói với Dương Bách Xuyên, Dương đạo hữu sao rồi, có cần tôi hỗ trợ không? Có lẽ cậu đi theo tôi sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Dương Bách Xuyên không tin Đinh Dương tốt bụng như vậy, anh cũng có lòng kiêu ngạo của mình, bèn hừ mũi đáp cảm ơn ý tốt của Đinh đạo hữu. Chút khó khăn này không làm khó được Dương mỗ. Ha ha, vậy thì tốt, lát nữa nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng, đương nhiên lão phu sẽ không giúp miễn phí, mà cần hai viên đan bồi nguyên, ha ha. Bỗng nhiên Đinh Dương bật cười sằng sặc. Dương Bách Xuyên có dự cảm không lành. Quả nhiên Đinh Dương nói xong bỗng nhảy vọt lên trong tiếng cười ha hả, tung ra hai chưởng về phía tảng đá dưới chân Dương Bách Xuyên. Sau đó ông ta đột ngột tăng tốc bỏ đi. Dương Bách Xuyên biến sắc, giận dữ gào to, Đinh lão ma, con mẹ nó ông dám bẫy tôi. Ha ha ha, nhóc con cần giúp đỡ thì lấy đan bồi nguyên ra đây, tốt nhất là công thức luyện đan ấy. Ha ha ha, cứ chơi từ từ đi. Trong tiếng cười nắc nẻ, Đinh Dương đã đuổi kịp Nguyên Thần Tử và Địa Tâm lão tổ ở vài trăm mét phía trước. Thấy ba người họ cười rất hả hê, Dương Bách Xuyên biết ngay là ba tên khốn này bắt tay nhau gây phiền toái cho mình. Mà hiện tại anh gặp phiền phức thật rồi. Hai trưởng của Đinh Dương đập chết một đống rắn độc và kiến độc phía trước, tức thì côn trùng độc xung quanh bắt đầu ùn ùn kéo tới, phát ra tiếng kêu xì xì xì. Rõ ràng là hung tính của côn trùng độc đã bị kích thích. Lúc này, Dương Bách Xuyên phát hiện ra trên người kiến độc đột nhiên mọc ra đôi cánh trong suốt, chúng đã bay lên. Nếu anh muốn đi tiếp, hay nói đúng ra là đặt chân, thì buộc phải ra tay giết chết côn trùng độc. Mà anh càng giết thì côn trùng độc càng giữ. Nhưng Dương Bách Xuyên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mở đường bằng bạo lực. Anh hét to, hai tay vận chuyển chân khí tung ra mấy trường, từng đám côn trùng độc đều biến thành thịt vụn. Nhưng đồng thời Dương Bách Xuyên cũng sởn gai ốc. Bởi vì anh phát hiện ra rắn độc và kiến độc trong phạm vi mấy trăm mét vuông đang ùn ùn kéo đến chỗ anh như thủy triều. Ở một nơi khác cách đó mấy trăm mét, ba người Đinh Dương đang cất tiếng cười to đầy âm hiểm. Đinh lão ma, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Dương Bách Xuyên giận dữ gào lên. Lúc này anh giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi ủng ục, xung quanh bị rắn độc và kiến độc bao vây. Chưa hết, anh có thể vừa giết vừa phóng đi, nhưng mấu chốt là kiến độc mọc cánh bay lên, chẳng mấy chốc đã bao vây anh. Chưa đầy ba hơi thở Dương Bách Xuyên đã bị che kín. Thậm chí anh đã dùng đến chấn thiên trưởng, mặc dù một trưởng có uy lực to lớn, nhưng không hữu hiệu với đám côn trùng độc lít nhít này, ngược lại còn chọc giận chúng tấn công dữ dội hơn. Dương Bách Xuyên cảm thấy không có tác dụng, bèn dùng chân khí bao bọc toàn thân, sau đó bắt đầu ra tay muốn lao về phía trước. Tuy số lượng côn trùng độc rất nhiều, nhưng may mà chúng nhỏ yếu, không làm khó được anh. Nhưng không thể phủ nhận rằng chúng là trở ngại cực lớn. Dương Bách Xuyên cảm thấy mình không thể giết côn trùng độc nữa. Nếu còn tiếp tục sẽ chỉ dẫn đến nhiều côn trùng độc hơn. Anh suy nghĩ trong đầu, chân hỏa xuất hiện biến thành một người lửa. Hiện tại tu vi của anh là luyện khí kỳ tầng 9, có thể điều động nhiều chân nguyên hơn, miễn cưỡng có thể biến chân khí toàn thân thành ngọn lửa. Nhưng làm vậy rất tiêu hao chân khí. Nhưng Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác, biện pháp này hữu dụng. Khi chân hỏa xuất hiện bảo vệ cơ thể, từng đám rắn độc kiến độc đều hóa thành tro. Dương Bách Xuyên nhận thấy lực cản giảm bớt, lập tức tăng tốc tiến về phía trước. Mà lúc này, ở cách đó mấy trăm mét vang lên tiếng cười to của Đinh Dương, nhóc con, đã đến lúc sương mù buông xuống, cậu cứ từ từ nghịch sương độc đi. Chúc cậu may mắn, ha ha ha. Lúc này Dương Bách Xuyên không còn nhìn thấy bóng dáng đám Đinh Dương. Nghe ông ta nói vậy, anh chợt biến sắc, chậm trễ 10 phút, sương mù lại xuất hiện. Cả vùng đá lập tức bị sương mù bao phủ. Lúc này anh vẫn ở trong đó chưa ra ngoài. Vốn đã bị rắn độc và kiến độc bám lấy, bây giờ lại thêm sương mù bao phủ, điều quan trọng là đạo trưởng Trường Linh từng nói chướng khí có thể ảnh hưởng tới tâm trí con người. Dương Bách Xuyên cảm thấy cay đắng, anh không có kinh nghiệm, bị lão ma đầu hại một vố. Mặc dù trong lòng giận ngứa răng, nhưng anh biết lúc này mình không thể rối loạn, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Trên người anh có chân hỏa bảo vệ. Vậy mà rắn độc và kiến độc vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, tuy không gây hại gì nhưng lại nhanh chóng tiêu hao chân khí của anh.
chân hỏa hoàn toàn do chân khí chống đỡ, cứ cái đà này thì sớm muộn gì chân khí cũng tiêu hao hết. Dưới chân, côn trùng độc vẫn cuồn cuộn kéo đến. Thoáng cái sương mù đã dày đặc đến độ không thể nhìn thấy phạm vi ngoài 3 mét. Điều khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi là linh thức đã mất tác dụng khi sương mù buông xuống. Linh thức của anh bị sương mù che phủ, không thể phóng ra 3 mét, còn chẳng bằng nhìn bằng mắt thường. Dương Bách Xuyên lo lắng chướng khí xâm nhập cơ thể, bèn nín thở, đồng thời chạy vắt chân lên cổ. Anh nghĩ chắc là sắp ra khỏi vùng đá rồi, chỉ cần kiên trì một lát là có thể ra ngoài. Lòng nghĩ như thế, nhưng một khắc sau anh cay đắng nhận ra chướng khí không chỉ có độc mà còn có tính ăn mòn rất mạnh. Bây giờ anh mới hiểu ra tại sao khi đạo trưởng Trường Linh nói về chướng khí, vẻ mặt lại nặng nề như vậy. Quả nhiên nơi cao thủ cấp bậc tiên thiên có thể đi, ngay cả chướng khí cũng đáng sợ. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã nín thở, trên người còn một lớp chân hỏa phòng thủ, nhưng ai dè sương mù dày đặc phủ xuống vẫn lợi dụng mọi sơ hở, chui vào cơ thể anh qua lỗ chân lông. Chui thì cũng thôi đi, đằng này còn có tính ăn mòn, hơn nữa thứ nó ăn mòn không phải cơ thể mà là chân khí. Lần này Dương Bách Xuyên hoảng rồi. Mẹ nó chứ, để ngăn cản sự tấn công của rắn độc và kiến độc. Anh đã chuyển hóa rất nhiều linh khí thành chân hỏa để phòng thủ, mức tiêu hao kinh người. Bây giờ có thêm chướng khí lợi dụng mọi sơ hở, chân khí càng tiêu hao nhanh hơn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi mà chân khí trong cơ thể anh đã tiêu hao gần một nửa. Dương Bách Xuyên thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Đinh Dương trong lòng, thề rằng sau khi ra ngoài nhất định phải giết chết tên khốn này. Mặc dù có chân hỏa mở đường, rắn độc và kiến độc không thể bám vào người. Nhưng cũng không cản được nhiều lắm. Lúc giẫm phải chúng, anh rất hoảng sợ. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Dương Bách Xuyên trở tay lấy một viên đan tụ khí cuối cùng ra rồi ngậm trong miệng, chuẩn bị đối phó với tình huống không đủ chân khí. Đột nhiên anh hạ quyết tâm tung ra một kích chấn thiên trưởng về phía trước. Rắn độc và kiến độc đầy trời biến thành thịt vụn, chủ yếu là xác rắn độc. Đường đã thông một đoạn dài, nhưng theo đó phiền phức cũng kéo tới. Có lẽ mùi máu tươi trên vô số xác rắn độc đã thu hút càng nhiều rắn độc đến vây công. Một kích chấn thiên trưởng tiêu tốn rất nhiều chân khí, Dương Bách Xuyên không thể ra chiêu liên tục. Anh nhận ra tung trưởng mở đường là một hành động ngu xuẩn, không ngờ lại dẫn càng nhiều rắn độc kéo đến tấn công hơn. Chân khí tiêu hao với tốc độ khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi. Nhưng anh vẫn đang ở trong vùng đá, bị rắn độc và kiến độc bao vây, chặng đường không còn bao xa. Đã có một ít chướng khí chui vào cơ thể, luồn lách trong người, hơn nữa tính ăn mòn có nguy cơ đồng hóa chân khí. Phải làm sao đây? Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn sương mù cao 3 mét trên đỉnh đầu, hay nói chính xác hơn là chướng khí. Anh bất chấp tất cả, định phóng lên không trung rời đi. Đây là cách rời khỏi nơi này nhanh chóng. Mặc dù có khả năng cơ thể sẽ hấp thụ nhiều chướng khí hơn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là lề mề trong vùng đá đúng không? Nghĩ là làm, Dương Bách Xuyên lập tức nhảy lên, lọt vào giữa chướng khí cách mặt đất 6 mét. Chướng khí ở đây dày đặc như hóa thành thực chất. Tức thì lượng chướng khí chui vào cơ thể anh tăng gấp đôi. Anh nhảy vọt lên giữa không trung, thoáng cái đã nhảy ra 3 trượng. Sau khi đáp xuống đất, Dương Bách Xuyên thầm vui mừng. Theo tốc độ và khoảng cách này thì anh có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Anh dùng chân khí dậm chân một phát. Tiêu diệt một mảng lớn rắn độc kiến độc dưới chân, sau đó định tung người bay lên lần thứ hai. Nhưng tiếp đó, anh vừa mới dùng sức thì bi kịch xảy ra. Đầu óc choáng váng, cơ thể lảo đảo, tầm mắt mở đi. Vốn dĩ anh đã không nhìn rõ vì sương mù bao phủ, bây giờ anh đã hoàn toàn biến thành người mù. Anh biết khí độc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Như đạo trưởng Trường Linh đã nói, khí độc có thể ảnh hưởng tới thần trí. Hiện tại Dương Bách Xuyên đang có cảm giác này, cơ thể nghiêng ngả mất kiểm soát giống như say rượu. Ảnh hưởng này dẫn tới chân hỏa mất khống chế, rất nhiều chỗ trên cơ thể anh bị rắn độc và kiến độc cắn không biết bao nhiêu lần. Toàn thân đã đau đến chết lặng, Dương Bách Xuyên vẫn chịu đựng được nỗi đau đớn ấy. Lão già, còn phải làm thế nào đây? Vốn dĩ anh không muốn làm phiền sư phụ, nhưng bây giờ không muốn cũng không được. Ha ha, ta cứ tưởng thằng nhóc nhà con giỏi lắm cơ. Có tí xíu khó khăn này mà không xử lý được hả? Giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà tràn đầy hả hê. Dương Bách Xuyên cắn đầu lưỡi bắt bản thân tỉnh táo lại, tức giận nói, lão già chết tiệt mau nghĩ cách đi, con sắp không kiên trì được nữa.
đầu óc choáng váng quá đi mất, con cứ buồn ngủ mãi thôi. Ta đã bảo con ngốc mà con không tin, con cẩn thận cảm thận xem chướng khí ở đây có gì khác biệt không. Vân Thiên Tà mắng, chướng khí có độc, có thể ảnh hưởng tới thần trí của con, có thể lấy mạng con. Con còn có thể làm gì được chứ? Dương Bách Xuyên bực bội, cắn răng dùng chân hỏa vừa đuổi vừa đốt đám côn trùng độc đến gần mình. Đồ ngốc này, phóng cảm quan ra, mặc dù làm vậy sẽ hấp thu lượng lớn chướng khí. Con tưởng Càn Khôn Tạo Hóa Quyết là công pháp tầm thường đấy à? Có thể luyện hóa chướng khí đấy. Tuy chướng khí có thể gây ảnh hưởng, thậm chí có lượng độc tố nhất định, nhưng trước mặt Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, chút chướng khí ấy chẳng nhằm nhò gì. Chỉ là chút chướng khí vớ vẩn mà thôi, nếu là chướng khí thật sự đáng gờm thì bây giờ thằng nhóc nhà con đã thành xương trắng rồi. Lẽ nào con không phát hiện ra linh khí trong chướng khí còn dồi dào hơn bên ngoài sao? Con cứ mạnh dạn hấp thụ và luyện hóa đi, không chết được đâu. Trước đây ta từng nói với con rằng khi xảy ra chuyện không nên hoảng loạn. Con chỉ mải mê đối phó với côn trùng độc, không biết vận chuyển Càn Khôn Tạo Hóa Quyết luyện hóa chướng khí trước. Giọng điệu của Vân Thiên Tà lộ rõ ý chỉ hận rèn sắt không thành thép. Dương Bách Xuyên nghe mà sửng sốt, hình như đúng là như thế, mình không vận chuyển công pháp để luyện hóa chướng khí trước, mà lại tập trung vào sự tấn công của rắn độc và kiến độc. Anh vội vàng vận chuyển Càn Khôn Tạo Hóa Quyết luyện hóa chướng khí. Quả nhiên sau khi vận chuyển công pháp, không chỉ chướng khí bị luyện hóa, mà còn luyện hóa ra không ít linh khí. Chướng khí cũng là một loại năng lượng cho linh khí. Sau khi anh vận chuyển công pháp, đầu óc không còn choáng váng nữa, cơ thể cũng khôi phục bình thường. Nhưng vô số rắn độc kiến độc vẫn bao vây bên ngoài, anh bèn hỏi, hì hì, lão già ơi, nhất định là người có cách đối phó với đám rắn độc kiến độc này đúng không? Hừ, đồ vô dụng, con hãy tỉ mỉ cảm nhận chân ngôn đuổi côn trùng mà vi sư truyền cho con. Vi sư chỉ dạy một lần thôi đấy, con không học được thì đừng trách ta. Vân Thiên Tà vừa dứt lời. Dương Bách Xuyên lập tức nghe thấy tiếng huýt sáo kỳ diệu vang lên trong lòng, giống như một loại ma âm, nghe rất kỳ lạ, rất chói tai. Chính là kiểu huýt sáo bằng miệng ấy. Mặc dù sư phụ nói là chỉ dạy một lần, nhưng một lần cũng đủ rồi. Bởi vì sau khi tu tiên, trí nhớ của Dương Bách Xuyên vượt xa người thường. Một lúc sau tiếng huýt sáo dừng lại, Dương Bách Xuyên đã khắc ghi trong lòng. Tiếp theo, anh nghe thấy sư phụ Vân Thiên Tà nói. Đây là phương pháp bất truyền của Ngự Thú Tông tông môn cao cấp ở tu chân giới. Ta nói cho con biết nhé, sau này tới tu chân giới con không cần nói nhiều, cứ dùng chân khí huýt sáo và niệm chân ngôn trong lòng, ngay cả linh trùng mạnh mẽ cũng phải nghe con sai bảo chứ đừng nói chi đến côn trùng độc. Ông ấy nói xong, một đoạn chân ngôn khẩu quyết truyền vào đầu Dương Bách Xuyên. Sau khi xem xong, Dương Bách Xuyên mừng như nhặt được vàng. Bí pháp này có thể chỉ huy các loại linh trùng, cực kỳ lợi hại. Đối phó với rắn độc kiến độc bình thường chỉ là chuyện nhỏ. Anh lập tức niệm chân ngôn trong lòng, đồng thời huýt sáo. Tiếng huýt sáo chói tai vang lên từng hồi, cộng thêm chân khí đẩy ra xa, tức thì một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Lũ rắn độc và kiến độc điên cuồng đều nghe lời. Dương Bách Xuyên vui mừng, anh tiếp tục huýt sáo thử khống chế đám rắn độc kiến độc này theo lời dạy của sư phụ, quả nhiên chúng di chuyển theo sự chỉ huy của anh. Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh trong lòng. Mình có thể điều khiển rắn độc kiến độc, phải chăng có thể đi trả đũa Đinh Dương? Dương Bách Xuyên lập tức đi thẳng về phía trước, rắn độc và kiến độc xung quanh di chuyển bên cạnh anh. Anh không ngừng hấp thụ và luyện hóa linh khí, không vội đi ra ngoài mà khoan thai bước về phía trước. Dương Bách Xuyên cảm nhận được chân khí trong cơ thể tăng lên, bèn nuốt viên đan tụ khí đang ngậm trong miệng. Đan tụ khí biến thành linh khí khổng lồ trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Anh thử xem linh khí trong đan tụ khí và chướng khí có thể giúp mình tăng tu vi thêm một bậc hay không. Có thể đột phá đến trúc cơ kỳ là tốt nhất. Khoảng 20 phút sau, đan tụ khí đã bị luyện hóa, cơ thể cũng hấp thụ và luyện hóa được không ít chướng khí, tu vi tăng lên, nhưng tăng đến luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong thì dừng lại, vẫn là cửa ải bình cảnh như mọi khi. Dương Bách Xuyên thở dài, không cố ép nữa. Anh biết cửa ải này không dễ đột phá như vậy. Anh tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, anh nhìn thấy mấy bóng người trong sương mù, chính là đám đạo trưởng Trường Linh và Hạ Lộ đang chờ mình. Khi nhìn thấy bóng dáng Đinh Dương, Dương Bách Xuyên lập tức cười gằn, sau đó huýt sáo. Khoảng cách hai bên chỉ hơn 10 thước, giờ phút này Dương Bách Xuyên đang ở trong sương mù dày đặc,
bởi vì có thể luyện hóa khí độc nên tầm mắt của anh không bị ảnh hưởng. Có thể nhìn thấy mấy người phía trước, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Hơn nữa cách đó hơn 10 thước, nơi mấy người đứng không có sương mù dày đặc lại xuất hiện một chỗ vách đá dựng đứng, muốn chạy cũng không có đường chạy. Trừ khi người đó quay trở lại vào sương mù dày đặc. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Đinh Dương, quyết định dạy dỗ ông già này một chút, nếu không cơn tức giận trong lòng khó mà nguôi được, nếu không phải có sư phụ Châu Bò ở đây, dưới sự tấn công của khí độc cùng rắn độc và kiến độc, anh đã chết rồi. Bên ngoài cách hơn 10 thước, nhóm 6 người của đạo trưởng Trường Linh nhìn sương mù dày đặc, chờ đợi Dương Bách Xuyên đi ra, đã qua nửa giờ. Vẫn không thấy Dương Bách Xuyên đi ra. Lúc này chỉ có người cá Hạ Lộ trong lòng rất sốt ruột. Cô thật vất vả mới có được một Dương Bách Xuyên kiểu đánh bậy đánh bạ như thế trở thành bạn bè, cũng không hy vọng Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện. Trong lòng cô nghĩ chờ một hồi nếu vẫn không thấy anh thì sẽ đi vào xem thử. Trong lòng Hạ Lộ sốt ruột, toàn thân và mặt đều bị bao bọc không thấy rõ cảm xúc. So với Hạ Lộ, người sốt ruột nhất chính là Bách Sơn của Võ Đang. Đối với Bách Sơn, người sư tổ Dương Bách Xuyên này ở trong lòng hắn ta thật sự rất quan trọng. Không nói đến Dương Bách Xuyên là đệ tử của tổ sư Tư Không Nguyên được Võ Đang công nhận, còn là anh em cùng thầy của trưởng giáo đời thứ nhất Võ Đang. Nhưng nói Dương Bách Xuyên nắm trong tay thuật luyện đan và kỹ thuật chiến đấu của Tiên Thiên, hắn ta đã từng nhìn thấy anh thể hiện rồi, chỉ cần Võ Đang có thể đạt được thì đều là tài nguyên quý giá. Cho nên trong lòng Bách Sơn vô cùng coi trọng Dương Bách Xuyên, trong lòng sốt ruột, cũng định đợi thêm vài phút nữa nếu Dương Bách Xuyên còn không đi ra thì hắn ta sẽ tiến vào sương mù xem thử. Nhất định không thể để cho anh xảy ra chuyện. Dương Bách Xuyên quá quan trọng đối với Võ Đang, điểm này trong lòng Bách Sơn quá rõ ràng, có Dương Bách Xuyên xuất hiện, đối với Võ Đang hiện tại là một chuyện tốt, anh có thể giúp Võ Đang xoay chuyển trời đất, loại bỏ nguy hiểm. Bên ngoài cũng không biết chuyện phát sinh mấy năm nay của Võ Đang, thật ra Võ Đang đóng cửa là do có chiến tranh nội bộ, nếu như hắn ta có thể đưa Dương Bách Xuyên đến Võ Đang, nói không chừng có thể hóa giải nguy cơ chiến tranh nội bộ của Võ Đang. Lúc này vẻ mặt của Đinh Dương lại như Phật Di Lặc, cười nói, lão đạo Trường Linh, hay là đừng chờ nữa, lão phu thấy thằng nhóc kia không ra được đâu, dù sao cũng không phải là tiên thiên thật sự, ha ha ha. Lão Ma Đinh, ông muốn chết sao? Bách Sơn nghe được trong lời nói của Đinh Dương ẩn chứa sự nguyền rủa Dương Bách Xuyên, hắn ta lập tức giận dữ. Lão đạo Bách Sơn, người khác sợ ông nhưng lão phu thì không sợ đâu, lão phu chỉ nói thật mà thôi. Đinh Dương phản bác. Ông, Bách Sơn định bước lên ra tay với Đinh Dương. Cùng lúc đó, Đinh Dương cũng cảm thấy khí tức của Hạ Lộ rơi vào trên người ông ta, lập tức trong lòng cả kinh, lại quên mất hình như thần Long Đàm cũng có quan hệ rất tốt với Dương Bách Xuyên. Đàm chủ Hạ cũng từng nói, Dương Bách Xuyên là thành viên của thần Long Đàm. Bị hai cao thủ đại tiên thiên tầng 2 để mắt tới, trong lòng Đinh Dương vẫn rất kiêng kỵ. Mấy vị đừng động thủ, nếu không sẽ hấp dẫn hàng loạt trùng độc tới. Tất cả mọi người khổ sở thế, tôi thấy anh bạn nhỏ Dương Bách Xuyên này không phải là người không có thủ đoạn, chúng ta chờ xem, nếu qua một lát mà cậu ta vẫn chưa đi ra. Bách Sơn đạo hữu có thể đi tới xem thử. Đạo trưởng Trường Linh mở miệng. Đối với một đại ca sống ở Côn Luân, mọi người vẫn phải nghe, đừng thấy Trường Linh chỉ là tiên thiên tầng một nhưng lại là một tay lão làng. Hơn nữa Côn Luân cường đại cùng với nội tình đều vô cùng thần bí, người Côn Luân ra ngoài, tất cả mọi người đều phải nể mặt. Hừ. Bách Sơn hừ lạnh, quay đầu lại, tiếp tục nhìn sương mù dày đặc. Hạ Lộ thu khí tức trên người Đinh Dương lại. Điều này làm cho đáy lòng Đinh Dương thở ra một hơi. Ông ta biết mình hơi đắc ý vênh váo rồi. Mà Nguyên Thần Tử ở một bên mang theo nụ cười sảng khoái, không nói gì. Lão Tổ Địa Tâm vẫn trầm mặc như trước, mặt không chút thay đổi. Ánh mắt Bách Sơn ở một bên thấy được Nguyên Thần Tử và Đinh Dương. Trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ có phải là hai người bọn họ động tay động chân giở trò gì đó với Dương Bách Xuyên không? Bởi vì cuối cùng đi ra khỏi sương mù dày đặc chính là hai người bọn họ, còn như Lão Tổ Địa Tâm là theo sát phía sau Hạ Lộ đi ra. Ngay sau khi mấy người tắt lửa, đột nhiên nghe được một giọng nói rất cổ quái, vô cùng du dương mà có chói tai. Giống như nghe tiếng huýt sáo, từ trong sương mù vang lên. Ngay sau đó trong sương mù dày đặc truyền đến âm thanh tê tê. Sáu đại tiên thiên đều biến sắc, bọn họ rất quen thuộc với âm thanh đang truyền ra từ trong sương mù, chính là tiếng của rắn độc lè lưỡi. Không tốt, rất nhiều rắn độc và kiến độc xuất hiện rồi.
Đạo trưởng Trường Linh lo lắng kêu lên. Một câu này của ông ta làm cho mấy người khác đều thay đổi sắc mặt. Lúc này tất cả đều xoay người muốn chạy. Sau đó, khoảng cách giữa sương mù dày đặc và bọn họ ngắn hơn 10 mét. Trong nháy mắt đã bị rắn độc và kiến độc xông ra bao phủ. Sáu người ngay tức khắc đã bị nhấn chìm trong hàng loạt trùng độc. Giờ phút này, âm thanh giống như huýt sáo vang lên, khi thì nhanh lúc thì chậm, trùng độc ào ạt như biển. Tuy nhiên, một giây sau, đám người Bách Sơn lại phát hiện ra một cảnh tượng kỳ diệu. Bọn họ thật sự bị hàng thủy triều trùng độc vây quanh, nhưng rắn độc và kiến độc rất kỳ lạ, lại không tấn công 5 người bọn họ mà chỉ tấn công một người lão ma Đinh Dương. Bất kể là đạo trưởng Trường Linh, hay là Bách Sơn, Hạ Lộ, lão tổ Địa Tâm và Nguyên Thần Tử đều phát hiện, những trùng độc này chỉ đi ngang qua bên người bọn họ, không hề phát động tấn công 5 người bọn họ. Chuyện này quá mức kỳ quái, làm cho biểu cảm trên mặt mấy người đều muôn màu muôn vẻ. Sau khi Bách Sơn thấy vậy lại càng cười ha ha, lão ma Đinh, cuối cùng ông cũng bị báo ứng rồi, ha ha ha. Trong lòng Nguyên Thần Tử và lão tổ Địa Tâm lại khiếp sợ, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ nhân quả. Những rắn độc và kiến độc này dường như đã bị khống chế, nếu không làm sao chỉ tấn công Đinh Dương mà không tấn công 5 người bọn họ đây. Nhưng nếu đúng như vậy thì người khống chế là ai? Bất kể là Nguyên Thần Tử hay là lão tổ Địa Tâm đều nghĩ đến Dương Bách Xuyên. Bởi vì lúc trước, cảnh tượng Đinh Dương trêu chọc Dương Bách Xuyên, bọn họ đều thấy được. Hơn nữa trong sương mù truyền đến tiếng huýt sáo, làm cho Nguyên Thần Tử và lão tổ Địa Tâm càng lúc càng chắc chắn 89 phần 10 có thể là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên có thể khống chế rắn độc và kiến độc sao? Đây chính là chuyện vô cùng kinh khủng, cậu ta có thể khống chế các loại thú khác không? Nghĩ vậy, trong lòng Nguyên Thần Tử và lão tổ Địa Tâm đều run lên, may mắn là bọn họ không có trêu chọc Dương Bách Xuyên giống như Đinh Dương. Tuy rằng giờ phút này vẫn không nhìn thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên đâu, thế nhưng hai người đã nhận định là Dương Bách Xuyên đang khống chế đám rắn độc và kiến độc này và đang trả thù Đinh Dương. Còn đạo trưởng Trường Linh dường như đã nhìn thấy có ánh sáng lấp lánh trong đám sương mù đục ngầu kia, không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Rầm rầm rầm. Trong sân, Đinh Dương đối mặt với đợt tấn công của rắn độc và kiến độc, không còn cách nào khác, chỉ có thể ra tay phản công, làm thế thì mùi máu tươi nồng nặc sẽ càng khiến cho rắn độc nổi lên hung tính. Mà Dương Bách Xuyên đứng ở trong sương mù dày đặc lại tiếp tục thổi trong miệng không ngừng, khống chế rắn độc và kiến độc tấn công Đinh Dương. Ở trong mắt anh, lão ma đầu Đinh Dương này quả nhiên không đơn giản, chân nguyên mạnh mẽ phủ đầy hai tay, một chưởng đánh ra đều có thể làm một mảng lớn rắn độc và kiến độc biến mất. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề nóng lòng, toàn bộ khu loạn thạch khổng lồ này có hàng loạt rắn độc và kiến độc giống như thủy triều, ông ta giết mãi cũng không hết. Tôi xem lão già ngu ngốc ông có thể giết được bao nhiêu, chơi đùa cho chết ông. Dương Bách Xuyên âm thầm cười lạnh. Đối mặt với đợt tấn công giống như thủy triều của trùng độc, trong lòng Đinh Dương đã bắt đầu hộc máu, rõ ràng có 6 người, nhưng những trùng độc này lại chỉ nhằm vào ông ta, nhìn mấy người khác đều nhàn nhã xem kịch. Trong lòng Đinh Dương rất khó chịu. Hơn nữa không ngừng đánh ra cũng giết không hết, làm cho chân nguyên của ông ta tiêu hao rất nhanh, vài phút sau đã có chút không chịu nổi nữa, lúc này mới mặt dày nói với lão tổ Địa Tâm đạo hữu xin hãy ra tay giúp đỡ. Lão tổ Địa Tâm và Đinh Dương cùng thuộc thế lực võ cổ giả nước ngoài, đối mặt với sự cầu cứu của Đinh Dương, ông ta chỉ có thể đồng ý, tiến lên một bước đánh về phía thủy triều trùng độc. Một mảng lớn rắn độc và kiến độc bị lão tổ Địa Tâm giết chết. Trong lòng Dương Bách Xuyên hừ lạnh, huýt sáo mạnh lớn, trong nháy mắt phân ra một lượng lớn trùng độc chuyển hướng tấn công lão tổ Địa Tâm. Ngay lập tức, lão tổ Địa Tâm bị dọa lại nhảy trở về tại chỗ. Vào giờ khắc này, ông ta đã hoàn toàn xác định là có người hoặc là nói chính là Dương Bách Xuyên đang khống chế thủy triều trùng độc để trả thù Đinh Dương. Ông ta lui về phía sau lớn tiếng nói, Dương đạo hữu đừng trách tội. Việc này tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Vừa dứt lời, thủy triều trùng độc trùng đang tấn công lão tổ Địa Tâm lập tức lui ra, lần nữa tấn công Đinh Dương. Địa Tâm vừa nói ra lời này, những người khác xem như đều rõ ràng, thủy triều trùng độc này là Dương Bách Xuyên đang khống chế. Tất cả mọi người đều âm thầm cảm thán. Bách Sơn giận dữ nói, hay cho lão ma Đinh nhà ông, quả nhiên là ông đã giở trò với sư tổ của tôi, đáng đời. Sư tổ, chơi đùa chết lão ma đầu này đi. Mà giờ phút này, trong lòng Đinh Dương buồn bực nhất,
Thật ra tại thời điểm Thủy Triều trùng độc chỉ tấn công một mình ông ta cũng đã nghĩ đến rất có thể là Dương Bách Xuyên đang nhắm vào ông ta. Sau khi Địa Tâm nói trắng ra, ông ta đã càng thêm chắc chắn. Nhưng bây giờ thì sao đây? Chẳng lẽ muốn ông ta cầu xin Dương Bách Xuyên buông tha ư? Điều này là không thể. Lúc này Đinh Dương hừ lạnh gầm lên một tiếng, huyết ma đại pháp, chết đi cho lão phu. Trong mắt mọi người, Đinh Dương nổi giận, hai tay hung hăng cào xé rách mu bàn tay của mình một chút, hai tay lập tức nhuốm đầy máu tươi chói mắt. Trong chốc lát, máu tươi rơi xuống như mưa nhỏ vào trên người Thủy Triều trùng độc. Xì 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 xì. Sau một khắc, mưa máu của Đinh Dương rơi xuống 8-9 thước ở quanh người, hễ là mặt đất đều giống như bị dính axit sulfuric mà bốc lên khói đen, phát ra âm thanh xì xì. Rắn độc và kiến độc ở quanh đó lập tức đều hóa thành tro tàn, trên mặt đất cũng xuất hiện một đống ổ gà giống nhau bị thiêu đốt, vô cùng kinh khủng. Sắc mặt của đám người Bách Sơn ngưng trọng, bọn họ đều biết lão ma Đinh tu luyện một loại huyết công, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì, cho nên từ trước đến nay đều không coi ai ra gì, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Mà Dương Bách Xuyên thân ở trong sương mù cũng nheo mắt lại. Anh biết lão ma Đinh nói chuyện với tiên thiên tầng 2 như Bách Sơn mà cũng không kiêng dè gì thì chắc chắn vẫn còn đòn chí mạng nào đó, hiện tại xem ra máu của ông ta chính là đòn chí mạng. Vốn không có ý định để Thủy Triều trùng độc giết chết ông ta, chỉ là muốn ép ông ta bày ra đòn chí mạng, mục đích này xem như đạt được rồi. Máu của Đinh Dương có sức ăn mòn rất mạnh và linh lực dao động, hẳn là bí pháp nào đó, Dương Bách Xuyên ghi lại đáy lòng, nếu lát nữa đối đầu phải cẩn thận mới được. Nhìn thi thể kiến độc rắn độc chất đống như núi trong vòng 8-9 mét quanh người Đinh Dương, Dương Bách Xuyên tự nhủ, xem ra lão ma đầu ông rất nhiều máu, hay là thêm nhiều rắn độc và kiến độc nữa nhỉ? Ông đây cũng không tin chơi không chết lão già khốn khiếp nhà ông. Tiếng huýt sáo tiếp tục thổi, trong nháy mắt lại có đợt thủy triều trùng độc khổng lồ tập trung về phía Đinh Dương. Đối với Đinh Dương, ông ta thi triển huyết ma đại pháp là cái giá tương đối lớn. Một chiêu này đích thật khiến cho võ cổ giả tiên thiên tầng 2 cũng không dám đối đầu với ông ta, nhưng thi triển không được mấy cái. Ông ta thi triển một lần chính là thoát thân cho mình, một lần đã bỏ ra cái giá rất lớn. Sắc mặt trắng bệch, Đinh Dương giận dữ quát về phía đạo trưởng Trường Linh, đạo trưởng Trường Linh, còn không mở cửa đá, ông muốn lão phu chết ở chỗ này để cho thần tông tôi tìm côn luân của ông tính sổ sao. Đinh Dương chịu không nổi. Đành lấy thần tông ra uy hiếp đạo trưởng Trường Linh. Nghe vậy, khóe miệng đạo trưởng Trường Linh giật giật, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ côn luân tôi còn sợ thần tông của ông sao? Nhưng nghĩ lại, vẫn nên chuẩn bị mở cửa đá. Mặc dù không có thần tông, nhưng cũng không muốn quá khó coi, thần tông là môn phái đứng đầu trong tông môn cổ xưa ở nước ngoài, thế lực vẫn không kém. Côn luân cũng có giao dịch với tông môn nước ngoài. Ví dụ như trao đổi một ít hải sản thiên tài địa bảo. Cho nên thật đúng là không thể nhìn Đinh Dương bị đùa chết. Một câu nói của lão tổ Địa Tâm là Dương Bách Xuyên đang khống chế Thủy Triều trùng độc, đạo trưởng Trường Linh cũng tin rồi. Còn về Đinh Dương muốn mở cửa đá, không phải thoáng cái là có thể mở ra, thật ra ông ta hiểu được là Đinh Dương bảo ông ta làm người hòa giải khuyên bảo Dương Bách Xuyên. Nghĩ vậy, đạo trưởng Trường Linh hướng về phía sương mù mở miệng nói. Dương đạo hữu có thể nể mặt lão đạo mà dừng tay. Dương Bách Xuyên nghe được đạo trưởng Trường Linh kêu to, không để ý tới mà vẫn tiếp tục tiếng huýt sáo, anh sẽ cho đạo trưởng Trường Linh mặt mũi nhưng không phải hiện tại, nhất định phải dạy dỗ Đinh Dương một trận mới được. Mà sau khi Trường Linh nói xong, cũng không chắc Dương Bách Xuyên có cho ông ta mặt mũi hay không, không thấy trong sương mù có câu trả lời, ông ta lại xoay người ra hiệu với đám người Bách Sơn. Mấy người đi tới phía sau vách đá dựng đứng, đồng thời ra tay với vách đá. Ầm ầm ầm. Trong tiếng động đinh tai nhức óc, vách đá xuất hiện từng vết nứt rộng hơn một thước, giống như động đất nứt ra. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy, trước tiên nghĩ đến chắc là tiến vào môn hộ của đạo tràng Vu Hàm. Giờ khắc này, Dương Bách Xuyên nghĩ đến Đinh Dương sẽ lập tức bỏ chạy vào trong vết nứt. Cho nên anh tung người nhảy lên, trong hai tay xuất đầy chân khí. Nhảy vọt qua, rất nhanh lao ra khỏi sương mù dày đặc, giống to về phía Đinh Dương, khai thiên trưởng. Tu Vi đã ăn mộ viên đan tụ khí ở khu loạn thạch, cộng thêm sau khi linh khí hấp thu luyện hóa một phần khí độc và đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, xem như tiến bộ lớn một bước,
giờ phút này anh có thể dễ dàng thi triển ra chân khí hóa hình trưởng thứ hai của khai thiên trưởng. Chỉ sợ Đinh Dương chạy trốn, anh nhất định phải dạy dỗ lão già kia, tốt nhất có thể một trưởng đánh chết ông ta. Còn Đinh Dương đích thật vẫn luôn chú ý, sau khi đạo trưởng Trường Linh và mấy người mở cửa đá ra, lúc ông ta nhìn thấy khe nứt trên vách đá, trong lòng vui vẻ, tiếp tục tạo ra một trận mưa máu nữa, tiêu diệt một mảng lớn rắn độc và kiến độc, sau đó cả người tung lên lập tức bay vào trong khe nứt trên vách đá. Nhưng mà vừa mới xoay người, bên tai đã truyền đến kình phong mạnh mẽ, giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên. Vừa quay đầu lại đã thấy Dương Bách Xuyên từ trên không trung đanh ra một chân nguyên trưởng thật lớn về phía ông ta. Lần này, trong lòng Đinh Dương chua xót, giận dữ nói, Dương Bách Xuyên, cậu thật ác độc, ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể vội vàng nghênh đón địch. Sau khi thi triển huyết ma đại pháp lần thứ hai, làm cho nguyên khí của Đinh Dương bị hao tổn rất lớn, lúc này còn phải đối mặt với một trưởng của Dương Bách Xuyên, có thể xem như làm cho Đinh Dương nếm được trái đắng. Sớm biết thế sẽ không trêu chọc thằng nhóc này, đáng tiếc trên đời không có chuyện gì biết trước được. Thật ra Đinh Dương ghét Dương Bách Xuyên là do vấn đề phe phái nhiều hơn, Dương Bách Xuyên là võ cổ giả bên phe Trung Quốc, hạng người thiên tài cỡ này mà trưởng thành thật sự có uy hiếp rất lớn đối với phe võ cổ giả nước ngoài của bọn họ, cho nên ông ta mới ra tay muốn giết Dương Bách Xuyên. Không ngờ Dương Bách Xuyên không chỉ không chết, ngược lại công lực còn tăng lên, càng không nghĩ tới anh có thể khống chế thủy triều trùng độc. Một quyền của Đinh Dương thôi thúc chân nguyên đã va chạm với bàn tay thật lớn của Dương Bách Xuyên. Một nắm đấm dùng toàn lực cũng không thể khinh thường. Đùng! Một tiếng động long trời lở đất, Đinh Dương hộc máu bay ngược ra ngoài, nhưng cũng mượn lực bay vào trong khe nứt trên núi. Dương Bách Xuyên phản tặc, lão phu không để yên cho cậu đâu, khụ khụ. Giọng nói của Đinh Dương tràn đầy phẫn nộ phát ra từ khe nứt trên vách núi, còn kèm theo trận ho khan dữ dội. Dương Bách Xuyên nhìn bóng dáng Đinh Dương biến mất ở vết nứt trên vách núi, trong lòng tỏ vẻ tiếc nuối, coi như lão ma đầu nhà ông mạng lớn. Tuy rằng một trưởng không giết được Đinh Dương, nhưng Dương Bách Xuyên biết ông ta không dễ chịu gì, nôn ra rất nhiều máu, đủ để chứng tỏ lão ma Đinh bị thương rất nặng. Đương nhiên, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ, nếu không có thủy triều trùng độc ép buộc ông ta thi triển huyết ma đại pháp hai lần, thì lúc anh đối đầu trực tiếp với lão ma Đinh cũng không lại. Nhìn Đinh Dương phun ra một ngụm máu lớn trên mặt đất, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng chút được giận, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bốn người Trường Linh nhìn mình, một đám đều bày ra vẻ mặt kỳ quái, Dương Bách Xuyên cười ha ha đi lên phía trước nói, mấy vị chờ lâu rồi, trước đó lão ma Đinh khốn khiếp kia muốn chơi ta một vố ở khu loạn thạch nên mới đi ra chậm, xin lỗi xin lỗi. Khóe miệng đạo trưởng Trường Linh giật giật. Ông ta cũng không quá để ý chuyện Dương Bách Xuyên không cho ông ta mặt mũi. Tuy rằng hai thế lực cổ xưa của Trung Quốc và nước ngoài có ước định, không được công khai chém giết, nhưng trên thực tế vẫn không ngừng đấu tranh gay gắt, ông ta cũng rất vui vì Dương Bách Xuyên đánh lão ma Đinh. Đinh đạo hữu làm không đúng lý, nhưng Dương đạo hữu có thể đi ra thật đáng mừng, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi vào đi. Đạo trưởng Trường Linh không đau không ngứa nói chuyện. Lập tức tung người tiến vào khe nứt trên vách đá. Nguyên thần tử và lão tổ địa tâm nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy kiêng kỵ, cũng bước nhanh tiến vào trong núi. Giờ phút này, trùng độc không có Dương Bách Xuyên khống chế, nhao nhao đều lui về khu loạn thế trong sương mù dày đặc. Bách Sơn tức giận bất bình nói, sư tổ yên tâm, chờ sau khi trở về, tôi sẽ canh giữ ở bên cạnh ngài, thấy lão ma Đinh tôi sẽ trừng trị ông ta. Dương Bách Xuyên cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước rồi nói sau. Ba người lập tức tiến vào trong khe nứt trên vách đá. Theo lời nói của Bách Sơn, nơi này chính là môn hộ, vết nứt trên vách đá thật ra là cơ quan, cần ba tiên thiên cùng nhau xuất ra sức mạng mới có thể mở ra. Sau khi tiến vào núi, chỉ cần xuyên qua chính là chỗ đạo tràng Vu Hàm, đây là một sơn cốc, trên bản đồ vệ tinh đều không có đánh dấu sơn cốc, bất kỳ ở đâu đều không vào được. Chỉ có nơi này mới có thể tiến vào. Vết nứt trên vách đá ước chừng rộng khoảng 1 mét, thật đúng là như Bách Sơn nói, đích thật có dấu vết có người đã động đến, ở đây đen kịt đến nỗi không thấy 10 ngón tay, cũng may tất cả mọi người đều là võ cổ giả, không tồn tại vấn đề nhìn không thấy đường đi. Sau khi đi bộ khoảng 5 hoặc 600 mét thì xuất hiện ánh sáng. Sau khi mọi người xông ra, thấy được thật sự có một sơn cốc xuất hiện,
chỗ bọn họ ở chính là chân của một ngọn núi rất lớn. Ánh mắt nhìn xa xăm, cây cối tươi tốt, cảnh đẹp như mùa hè, nhưng thực ra lúc này đã bước vào mùa đông. Nhưng trong sơn cốc nhìn qua xung quanh đều là núi, giống như đi vào rừng mưa nhiệt đới, cây cổ thụ che trời, sơn khê chảy xuôi, toàn bộ giống như bồng lai tiên cảnh vậy. Thay vì nói nơi này là sơn cốc, chỉ bằng nói đây là một cái hố trời thật lớn tự nhiên hình thành thì đúng hơn, nhìn qua bốn phía đều là ngọn núi cao vạn trượng chọc trời, có những đám mây vần quanh. Thời điểm phóng ra linh thức, Dương Bách Xuyên lại phát hiện nơi này không cần sử dụng linh thức, trong đầu cũng vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, nhóc con, ở đây có chút cổ quái, cẩn thận vẫn hơn. Dương Bách Xuyên nhìn không được hỏi, ông già, người nhìn ra cái gì vậy? Thế núi và các ngôi sao trên trời hô ứng lẫn nhau, có dấu tích cảm ứng thiên nhân hợp nhất, chắc là có tồn tại trận pháp cổ xưa, có chút môn đạo, đợi lát nữa bỏ qua những người khác một mình hành động, vi sư phải nhìn kỹ mới được. Sau khi âm thầm đồng ý, Dương Bách Xuyên đi lên phía trước. Chỉ thấy phía trước đạo trường Trường Linh, Nguyên Thần Tử và Lão Tổ Địa Tâm đều ở đây, duy chỉ có không thấy bóng dáng Đinh Dương, nhưng tại chỗ Dương Bách Xuyên vẫn thấy được vết máu, nghĩ chắc Lão Ma Đinh bị thương không nhẹ. Xì 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 xì. Sau một khắc, mưa máu của Đinh Dương rơi xuống 8-9 thước ở quanh người, hễ là mặt đất đều giống như bị dính axit sulfuric mà bốc lên khói đen, phát ra âm thanh xì xì. Rắn độc và kiến độc ở quanh đó lập tức đều hóa thành tro tàn, trên mặt đất cũng xuất hiện một đống ổ gà giống nhau bị thiêu đốt, vô cùng kinh khủng. Sắc mặt của đám người Bách Sơn ngưng trọng, bọn họ đều biết Lão Ma Đinh tu luyện một loại huyết công, có thể ăn mòn bất cứ thứ gì. Cho nên từ trước đến nay đều không coi ai ra gì, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Mà Dương Bách Xuyên thân ở trong sương mù cũng nheo mắt lại, anh biết Lão Ma Đinh nói chuyện với tiên thiên tầng 2 như Bách Sơn mà cũng không kiêng dè gì thì chắc chắn vẫn còn đòn chí mạng nào đó, hiện tại xem ra máu của ông ta chính là đòn chí mạng. Vốn không có ý định để Thủy Triều trùng độc giết chết ông ta, chỉ là muốn ép ông ta bày ra đòn chí mạng, mục đích này xem như đạt được rồi. Máu của Đinh Dương có sức ăn mòn rất mạnh và linh lực dao động, hẳn là bí pháp nào đó, Dương Bách Xuyên ghi lại đáy lòng, nếu lát nữa đối đầu phải cẩn thận mới được. Nhìn thi thể kiến độc rắn độc chất đống như núi trong vòng 8-9 mét quanh người Đinh Dương, Dương Bách Xuyên tự nhủ, xem ra lão ma đầu ông rất nhiều máu, hay là thêm nhiều rắn độc và kiến độc nữa nhỉ? Ông đây cũng không tin chơi không chết lão già khốn khiếp nhà ông. Tiếng huýt sáo tiếp tục thổi. Trong nháy mắt lại có đợt thủy triều trùng độc khổng lồ tập trung về phía Đinh Dương. Đối với Đinh Dương, ông ta thi triển huyết ma đại pháp là cái giá tương đối lớn, một chiêu này đích thật khiến cho võ cổ giả tiên thiên tầng 2 cũng không dám đối đầu với ông ta, nhưng thi triển không được mấy cái. Ông ta thi triển một lần chính là thoát thân cho mình, một lần đã bỏ ra cái giá rất lớn. Sắc mặt trắng bệch, Đinh Dương giận dữ quát về phía đạo trưởng Trường Linh, đạo trưởng Trường Linh. Còn không mở cửa đá, ông muốn lão phu chết ở chỗ này để cho thần tông tôi tìm côn luân của ông tính sổ sao? Đinh Dương chịu không nổi, đành lấy thần tông ra uy hiếp đạo trưởng Trường Linh. Nghe vậy, khóe miệng đạo trưởng Trường Linh giật giật, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ côn luân tôi còn sợ thần tông của ông sao? Nhưng nghĩ lại, vẫn nên chuẩn bị mở cửa đá. Mặc dù không có thần tông, nhưng cũng không muốn quá khó coi. Thần Tông là môn phái đứng đầu trong tông môn cổ xưa ở nước ngoài, thế lực vẫn không kém. Côn Luân cũng có giao dịch với tông môn nước ngoài, ví dụ như trao đổi một ít hải sản thiên tài địa bảo. Cho nên thật đúng là không thể nhìn Đinh Dương bị đùa chết. Một câu nói của Lão Tổ Địa Tâm là Dương Bách Xuyên đang khống chế thủy triều trùng độc, đạo trưởng Trường Linh cũng tin rồi. Còn về Đinh Dương muốn mở cửa đá, không phải thoáng cái là có thể mở ra. Thật ra ông ta hiểu được là Đinh Dương bảo ông ta làm người hòa giải khuyên bảo Dương Bách Xuyên. Nghĩ vậy, đạo trưởng Trường Linh hướng về phía sương mù mở miệng nói, Dương đạo hữu có thể nể mặt lão đạo mà dừng tay. Dương Bách Xuyên nghe được đạo trưởng Trường Linh kêu to, không để ý tới mà vẫn tiếp tục tiếng huýt sáo, anh sẽ cho đạo trưởng Trường Linh mặt mũi nhưng không phải hiện tại, nhất định phải dạy dỗ Đinh Dương một trận mới được. Mà sau khi Trường Linh nói xong, cũng không chắc Dương Bách Xuyên có cho ông ta mặt mũi hay không, không thấy trong sương mù có câu trả lời, ông ta lại xoay người ra hiệu với đám người Bách Sơn. Mấy người đi tới phía sau vách đá dựng đứng, đồng thời ra tay với vách đá. Ầm ầm ầm.
Trong tiếng động đinh tai nhức óc, vách đá xuất hiện từng vết nứt rộng hơn một thước, giống như động đất nứt ra. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy, trước tiên nghĩ đến chắc là tiến vào môn hộ của đạo tràng Vu Hàm. Giờ khắc này, Dương Bách Xuyên nghĩ đến Đinh Dương sẽ lập tức bỏ chạy vào trong vết nứt. Cho nên anh tung người nhảy lên, trong hai tay xuất đầy chân khí, nhảy vọt qua, rất nhanh lao ra khỏi sương mù dày đặc, giống to về phía Đinh Dương, khai thiên trưởng. Tu Vi đã ăn mộ viên đan tụ khí ở khu loạn thạch, cộng thêm sau khi linh khí hấp thu luyện hóa một phần khí độc và đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, xem như tiến bộ lớn một bước, giờ phút này anh có thể dễ dàng thi triển ra chân khí hóa hình trưởng thứ hai của khai thiên trưởng. Chỉ sợ Đinh Dương chạy trốn. Anh nhất định phải dạy dỗ lão già kia, tốt nhất có thể một chưởng đánh chết ông ta. Còn Đinh Dương đích thật vẫn luôn chú ý, sau khi đạo trưởng Trường Linh và mấy người mở cửa đá ra, lúc ông ta nhìn thấy khe nứt trên vách đá, trong lòng vui vẻ, tiếp tục tạo ra một trận mưa máu nữa, tiêu diệt một mảng lớn rắn độc và kiến độc, sau đó cả người tung lên lập tức bay vào trong khe nứt trên vách đá. Nhưng mà vừa mới xoay người, bên tai đã truyền đến kình phong mạnh mẽ. Giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên, vừa quay đầu lại đã thấy Dương Bách Xuyên từ trên không trung đanh ra một chân nguyên trưởng thật lớn về phía ông ta. Lần này, trong lòng Đinh Dương chua xót, giận dữ nói, Dương Bách Xuyên, cậu thật ác độc, ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể vội vàng nghênh đón địch. Sau khi thi triển huyết ma đại pháp lần thứ hai, làm cho nguyên khí của Đinh Dương bị hao tổn rất lớn, lúc này còn phải đối mặt với một trưởng của Dương Bách Xuyên. Có thể xem như làm cho Đinh Dương nếm được trái đắng. Sớm biết thế sẽ không trêu chọc thằng nhóc này, đáng tiếc trên đời không có chuyện gì biết trước được. Thật ra Đinh Dương ghét Dương Bách Xuyên là do vấn đề phe phái nhiều hơn, Dương Bách Xuyên là võ cổ giả bên phe Trung Quốc, hạng người thiên tài cỡ này mà trưởng thành thật sự có uy hiếp rất lớn đối với phe võ cổ giả nước ngoài của bọn họ, cho nên ông ta mới ra tay muốn giết Dương Bách Xuyên. Không ngờ Dương Bách Xuyên không chỉ không chết, ngược lại công lực còn tăng lên, càng không nghĩ tới anh có thể khống chế thủy triều trùng độc. Một quyền của Đinh Dương thôi thúc chân nguyên đã va chạm với bàn tay thật lớn của Dương Bách Xuyên. Một nắm đấm dùng toàn lực cũng không thể khinh thường. Đùng! Một tiếng động long trời lở đất, Đinh Dương hộc máu bay ngược ra ngoài, nhưng cũng mượn lực bay vào trong khe nứt trên núi. Dương Bách Xuyên phản tặc, lão phu không để yên cho cậu đâu, khụ khụ. Giọng nói của Đinh Dương tràn đầy phẫn nộ phát ra từ khe nứt trên vách núi, còn kèm theo trận ho khan dữ dội. Dương Bách Xuyên nhìn bóng dáng Đinh Dương biến mất ở vết nứt trên vách núi, trong lòng tỏ vẻ tiếc nuối, coi như lão ma đầu nhà ông mạng lớn. Tuy rằng một trưởng không giết được Đinh Dương, nhưng Dương Bách Xuyên biết ông ta không dễ chịu gì, nôn ra rất nhiều máu, đủ để chứng tỏ lão ma Đinh bị thương rất nặng. Đương nhiên, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ. Nếu không có thủy triều trùng độc ép buộc ông ta thi triển huyết ma đại pháp hai lần, thì lúc anh đối đầu trực tiếp với lão ma Đinh cũng không lại. Nhìn Đinh Dương phun ra một ngụm máu lớn trên mặt đất, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng chút được giận, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bốn người Trường Linh nhìn mình, một đám đều bày ra vẻ mặt kỳ quái, Dương Bách Xuyên cười ha ha đi lên phía trước nói, mấy vị chờ lâu rồi. Trước đó lão ma Đinh khốn khiếp kia muốn chơi ta một vố ở khu loạn thạch nên mới đi ra chậm, xin lỗi xin lỗi. Khóe miệng đạo trưởng Trường Linh giật giật, ông ta cũng không quá để ý chuyện Dương Bách Xuyên không cho ông ta mặt mũi. Tuy rằng hai thế lực cổ xưa của Trung Quốc và nước ngoài có ước định, không được công khai chém giết, nhưng trên thực tế vẫn không ngừng đấu tranh gay gắt, ông ta cũng rất vui vì Dương Bách Xuyên đánh lão ma Đinh. Đinh đạo hữu làm không đúng lý. Nhưng Dương đạo hữu có thể đi ra thật đáng mừng, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi vào đi. Đạo trưởng Trường Linh không đau không ngứa nói chuyện, lập tức tung người tiến vào khe nứt trên vách đá. Nguyên thần tử và lão tổ địa tâm nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy kiêng kỵ, cũng bước nhanh tiến vào trong núi. Giờ phút này, trùng độc không có Dương Bách Xuyên khống chế, nhao nhao đều lui về khu loạn thế trong sương mù dày đặc. Bách Sơn tức giận bất bình nói, sư tổ yên tâm. Chờ sau khi trở về, tôi sẽ canh giữ ở bên cạnh ngài, thấy lão ma Đinh tôi sẽ trừng trị ông ta. Dương Bách Xuyên cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước rồi nói sau. Ba người lập tức tiến vào trong khe nứt trên vách đá. Theo lời nói của Bách Sơn, nơi này chính là môn hộ, vết nứt trên vách đá thật ra là cơ quan,
cần ba tiên thiên cùng nhau xuất ra sức mạng mới có thể mở ra. Sau khi tiến vào núi, chỉ cần xuyên qua chính là chỗ đạo tràng Vu Hàm, đây là một sơn cốc, trên bản đồ vệ tinh đều không có đánh dấu sơn cốc, bất kỳ ở đâu đều không vào được, chỉ có nơi này mới có thể tiến vào. Vết nứt trên vách đá ước chừng rộng khoảng 1 mét, thật đúng là như Bách Sơn nói, đích thật có dấu vết có người đã động đến, ở đây đen kịt đến nỗi không thấy 10 ngón tay, cũng may tất cả mọi người đều là võ cổ giả, không tồn tại vấn đề nhìn không thấy đường đi. Sau khi đi bộ khoảng 5 hoặc 600 mét thì xuất hiện ánh sáng. Sau khi mọi người xông ra, thấy được thật sự có một sơn cốc xuất hiện, chỗ bọn họ ở chính là chân của một ngọn núi rất lớn. Ánh mắt nhìn xa xăm, cây cối tươi tốt, cảnh đẹp như mùa hè, nhưng thực ra lúc này đã bước vào mùa đông. Nhưng trong sơn cốc nhìn qua xung quanh đều là núi, giống như đi vào rừng mưa nhiệt đới, cây cổ thụ che trời, sơn khê chảy xuôi, toàn bộ giống như bồng lai tiên cảnh vậy. Thay vì nói nơi này là sơn cốc, chỉ bằng nói đây là một cái hố trời thật lớn tự nhiên hình thành thì đúng hơn, nhìn qua bốn phía đều là ngọn núi cao vạn trượng chọc trời, có những đám mây vần quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.